Các bạn đang nghe truyện toàn dân chuyển chức tử linh Pháp Sư. Ta tức là thiên tai trên kênh TV Audio CV. Chương 29, ngươi có thể đừng keo kiệt như vậy được không? 2. Ninh y giơ tay ra, cuộn kỹ năng trung cấp đã cho ngươi rồi, còn đồ ăn không, ta chưa no. Lâm mặt ngữ lấy ra vài chiếc bánh bao, bánh bao là chiến lợi phẩm vừa nãy, tổng cộng có hơn 10 chiếc. Ninh y, y lắc cái đầu nhỏ, không muốn bánh bao, ta muốn khoai lang. Lâm mặt ngữ bật cười, lại đổi bánh bao thành khoai lang. Vậy mới được, đồ của người chết bản tiểu thư đây không muốn ăn. Ninh y y nhận lấy khoai lang, ăn một cách ngon lành. Khoai lang này ngon đến vậy sao, nhìn cách ninh y y ăn, dường như như nó thực sự rất ngon. Lâm ngốc, ngươi đến đây để luyện cấp à? Nhìn cấp độ của ngươi, có lẽ vẫn chưa vào học viện cấp cao nhỉ? Ninh y y vừa ăn vừa hỏi. Lâm mặt ngữ gật đầu. Chưa? Ninh Y đã quen với cách nói chuyện của Lâm Mặc Ngữ, vậy ngươi định thi vào học viện cấp cao nào, học viện Hạ Kinh? Lâm Mặc Ngữ nhẹ nhàng nói, "Ừm, um, học viện Hạ Kinh rất tốt." Nghe đến học viện Hạ Kinh, Ninh Y y dường như không hề ngạc nhiên. Theo nàng ta thấy, với thực lực của Lâm Mặc Ngữ, thi vào bất kỳ học viện nào cũng không thành vấn đề. Làm sao có người có thể dễ dàng giết chết ba người chơi cấp 20 khi chị ở cấp 10 như hắn chứ? Nếu ngay cả Lâm Mặc Ngữ cũng không thể thi vào học viện Hạ Kinh, thì chắc cũng chẳng có ai có thể thi đậu được. Ninh Y đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, mắt sáng lên, nếu ngươi đến học viện Hạ Kinh, nhớ đến tháp thần hạ của họ để thử thách. Hơn nữa, nếu là lần đầu tiên thử thách, phần thưởng có thể được nhân đôi, ngươi hãy cố gắng leo lên càng cao càng tốt. Như vậy sẽ có nhiều điểm hơn, ở học viện Hạ Kinh, điểm có ít hơn vàng. Còn nữa, còn nữa trong học viện Hạ Kinh có học viện sáng thần, nếu có thể, ngươi nhất định phải vào. Ninh Y dường như rất hiểu biết về học viện Hạ Kinh, thao thao bất tuyệt kể cho Lâm Mặc Ngữ nghe về học viện này. Trong lời nói của nàng ta, Lâm Mặc Ngữ đã có được hình dung sơ bộ về học viện Hạ Kinh. 99% thời gian đều là Ninh Y Y nói, Lâm Mặc Ngữ chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng mới đáp lại một câu. Ninh Y Y nói xong thì im lặng. Lâm Mặc Ngữ lấy ra một chiếc áo choàng cho Ninh Y làm chăn, bản thân bắt đầu thiền định. Ngày hôm sau, ánh nắng rọi xuống. Tinh lực của Lâm Mặc Ngữ đã đầy, tỉnh dậy khỏi thiền định. Ninh Y đang chớp chớp đôi mắt to nhìn hắn. Còn khoai lang không? Ninh Y cười hiếp mắt giơ tay ra. Lâm Mặc Ngữ trực tiếp lấy ra một củ khoai lang đưa cho nàng ta. Không đủ, còn muốn nữa. Lâm Mặc Ngữ lại lấy ra một củ ngươi có thể đừng nhỏ mọn như vậy được không, chỉ là khoai lang thôi mà, cho thêm một chút thì có sao. Đúng đúng đúng, đại nam nhân thì phải hào phóng, lấy hết ra đây, lấy hết ra đây. Lâm mặt ngữ lấy gần hết hai mươi mấy củ khoai lang mình mang theo đưa cho Ninh Y Y, bản thân thì không còn lấy một củ. Thật sự không còn nữa à. Ninh Y Y vẫn không tin, bộ dạng như muốn chui vào không gian trữ vật của Lâm mặt ngữ. Lâm mặt gật đầu, thật sự không còn nữa ninh y y lúc này mới buông tha cho lâm mặc ngữ được rồi được rồi ta tin ngươi bản tiểu thư phải đi đây bản tiểu thư cũng phải đi nâng cấp lâm ngốc chúng ta gặp lại sau nhé ngươi nhanh chóng lên cấp sau này có thể dẫn ta đi luyện cấp cùng ninh y y đi rất dứt khoát mang theo khoai lang cùng với chiếc áo choàng làm chăn sau khi ninh y y rời đi lâm mặc ngữ lẩm bẩm sau này dẫn ngươi đi luyện cấp sau một đêm, lũ goblin ở đây vẫn chưa xuất hiện. Thời gian quái vật hồi sinh vượt xa dự đoán của Lâm Mạch Ngữ. Hắn cảm thấy có lẽ là do mình giết quá nhanh. Trong rừng thoang thoảng mùi máu tanh. Ba thi thể nằm trên đất. Lâm Mạch Ngữ nhìn những thi thể, lặng lẽ thi triển kỹ năng vừa học được hôm qua. Thi thể bạo liệt. Cùng với một tiếng nổ lớn, một mảng lớn cây cối bị nổ tung tan tành. Không phải kiểu bị đánh gục mà là kiểu tan nát thành từng mảnh vụn. Trên mặt đất xuất hiện một hố lớn, đường kính tầm 20 mét. Độ sâu cũng vượt quá 10 mét. Quy lực rất đáng kinh ngạc. Lâm Mặc Ngữ phát hiện ra rằng, phạm vi sát thương của kỹ năng thi thể bạo liệt là 360 độ theo mọi hướng. Như vậy, nếu kích nổ trên không, quy lực có lẽ sẽ lớn hơn một chút. Vừa rồi hắn đã kích nổ thi thể của Pháp Sư hắn ra lệnh cho khô lâu chiến sĩ ném thi thể của cung thủ lên không trung hắn sử dụng kỹ năng lên thi thể trên không trung lại là một tiếng nổ lớn uy lực còn lớn hơn cả lúc nãy chứng thực suy đoán của hắn nổ tung trên không uy lực sẽ lớn hơn tuy nhiên kỹ năng thi thể bạo liệt cũng có một nhược điểm đó là dễ gây thương vong cho đồng đội bản thân hắn và khô lâu chiến sĩ sẽ không bị thương nhưng đồng đội cùng nhóm thì không chắc một tiếng nổ lớn lại vang lên trong rừng, xác của kỵ sĩ cũng bị kích nổ. Ba người kia hoàn toàn biến mất không còn một chút dấu vết. Phải nói rằng, kỹ năng thi thể bạo liệt là một kỹ năng tuyệt vời để hủy thi diệt tích. Lâm Mặc Ngữ đi về phía mỏ Tây Hải như đã dự định từ hôm qua. Nơi đó là sào huyệt của Goblin. Càng đến gần mỏ Tây Hải, cấp độ của Goblin cũng dần tăng lên. Quân tuần tra Goblin cấp 12 cung thủ Goblin cấp 13 lần lượt xuất hiện. Nhưng trước những khô lâu chiến sĩ có thuộc tính phi thường, chúng chẳng là gì cả. Sau một đêm thiền định, tinh thần lực đã hoàn toàn hồi phục, lâm mặt ngữ triệu hồi thêm 4 khô lâu chiến sĩ nữa. Lúc này, số lượng khô lâu chiến sĩ đã lên tới 48 con. Khi kỹ năng triệu hồi khô lâu chiến sĩ lên đến cấp 10, khô lâu chiến sĩ cấp hắc thiết đã được nâng cấp thành khô lâu chiến sĩ cấp đồng. Lượng tinh thần lực yêu cầu cũng tăng lên. Hiện tại, triệu hồi một khô lâu chiến sĩ đã cần tới 70 điểm tinh thần lực. Lâm Mặc Ngữ chỉ có tổng cộng 300 điểm tinh thần lực. Vẫn như trước, mỗi lần chỉ có thể triệu hồi được 4 con. Tuy nhiên, như vậy Lâm Mặc Ngữ cũng đã rất hài lòng. Sẽ có ngày không gian triệu hồi đầy ắp thôi, hắn không vội. Càng đến gần phó bản Mỏ Tây Hải, chức nghiệp giả cũng bắt đầu đông đúc hơn quái vật trên đường đi đến phó bản hầu như đều đã bị tiêu diệt. Chẳng mấy chốc, Lâm Mặc Ngữ đã nhìn thấy lối vào phó bản. Một xoáy nước tương tự như phó bản tân thủ, nhưng lớn hơn nhiều. Xoáy nước của phó bản tân thủ có đường kính tối đa chỉ khoảng nửa mét. Tuy nhiên lối vào của phó bản mỏ Tây Hải trước mặt có đường kính lên tới một mét. Từ trong xoáy nước liên tục tỏa ra hơi thở khát máu. Những người nhút nhát chỉ cần ngửi thấy mùi này thôi cũng sẽ cảm thấy sợ hãi độ khó bình thường thiếu một người cần một trị liệu độ khó bình thường có pháp sư và trị liệu cần kỵ sĩ đội hình tinh nhuệ phó bản mỏ tây hải độ khó ác mộng có kỵ sĩ pháp sư sát thủ thiếu trị liệu và hỗ trợ hệ khống chế đội hình chắc chắn vượt qua độ khó cấp ác mộng thiếu kỵ sĩ thiếu trị liệu năm thiếu bốn rất nhiều người đang đứng ở cửa phó bản đang hô hào tìm kiếm đồng đội trước lối vào phó bản cũng có không ít người đang đứng dường như đang bàn bạc điều gì đó lâm mặc ngữ dẫn theo một khô lâu chiến sĩ đi về phía lối vào phó bản những khô lâu chiến sĩ khác đều được hắn thu hồi lại ngay cả khi ở trong không gian triệu hồi kỹ năng bị động vẫn có hiệu lực lâm mặc ngữ không hề lo lắng về sự an toàn của mình khô lâu chiến sĩ phát ra tiếng xương cọ sát khi di chuyển. Nghe mà sợn cả gai ốc. Ngọn lửa linh hồn trong hộp sọ liên tục nhảy múa, mang theo từng cơn gió lạnh, nhiệt độ xung quanh giảm xuống vài độ. Vẻ ngoài của khô lâu chiến sĩ quá đáng sợ, sự xuất hiện của lâm mặt ngữ khiến mọi người kinh hãi không ít. Rất nhiều người lùi lại chủ động nhường đường cho lâm mặt ngữ. Lâm mặt ngữ đến trước lối vào phó bản rồi xem xét thông tin phó bản. Đây không phải là phó bản thực sự, không phải là nơi dành cho người mới luyện cấp như phó bản tân thủ phó bản mỏ có cấp độ không cao chỉ có độ khó cấp phổ thông và ác mộng không có độ khó cấp địa ngục ở độ khó phổ thông đã là quái vật tinh nhuệ mạnh hơn quái vật bên ngoài gấp nhiều lần độ khó ác mộng thậm chí còn là quái vật tinh nhuệ đã được cường hóa độ khó càng cao hơn độ khó phổ thông thường là tổ đội ba người đi vào một tanh cơ lá chắn một dps và một trị liệu còn độ khó ác mộng là tổ đội 5 người, cần hai hỗ trợ và 2 DPS. Từ đó có thể đánh giá được sự chênh lệch về độ khó. Khô lâu chiến sĩ chỉ đứng im bên cạnh Lâm Mặt Ngữ, không hề nhúc nhích. Cuối cùng cũng có người lấy hết can đảm nói chuyện với Lâm Mặt Ngữ. Tiểu tử, ngươi là triệu hồi sư sao? Lâm Mặt Ngữ không trả lời, làm như không nghe thấy. Có người sử dụng thám trắc thuật lên người hắn và khô lâu chiến sĩ hốc mắt sâu hắm của khô lâu chiến sĩ đột nhiên lóe lên ánh sáng đỏ, nhìn về phía người sử dụng thám trắc thuật. Hành động này khiến người nọ giật mình, vội vàng rụt đầu lại như rùa rụt cổ. Thám trắc thuật không có kết quả, không thu thập được bất kỳ thông tin nào. Lâm Mặc Ngữ đang đeo huy hiệu che giấu mà Ninh Y đưa cho. Những người có cấp độ thấp hơn hắn 10 cấp, đều không thể sử dụng thám trắc thuật để xem thông tin của hắn. Lâm Mặc Ngữ không cho khô lâu chiến sĩ ra tay, chỉ là một thám trách thuật không cần thiết phải làm như vậy tiểu tử ngươi có muốn tham gia phó bản cùng bọn ta không bọn ta đang thiếu một dps ngươi chắc là triệu hồi sư nhỉ dps của triệu hồi sư cũng rất tốt hay là cùng đi với bọn ta đi bọn ta là đội hình tinh nhuệ đánh độ khó ác mộng nếu có trang bị bọn ta sẽ chia đều dường như mọi người đều nhận ra lâm mặt ngữ không hề đơn giản lần lượt mời hắn lập nhóm Tuy nhiên, Lâm Mặc Ngữ vẫn phớt lờ bọn họ. Sau khi xem xét thông tin phó bản, hắn đã chọn độ khó ác mộng. Vui lòng xác nhận ngươi có chọn độ khó cấp ác mộng không? Xác nhận, Lâm Mặc Ngữ được dịch chuyển vào phó bản. Hắn ta vào phó bản rồi. Hắn ta một mình vào phó bản kìa. Không phải chứ, hắn ta muốn solo sao? Quá tự cao tự đại rồi. Cũng không thể nói như vậy lỡ như người ta có thực lực thì sao đâu phải chưa từng có ai solo vị bằng hữu vừa dùng thám trách thuật cho bọn ta biết thông tin thu thập được đi cấp độ bao nhiêu chức nghiệp là gì đúng đấy triệu hồi vật của hắn ta là hệ bất tử ta chưa từng thấy bao giờ người sử dụng thám trắc thuật ban nãy có chút lúng túng không thu thập được bất kỳ thông tin nào hắn ta chắc chắn đang đeo huy hiệu che giấu vậy thì cứ chờ xem xem hắn ta có thể sống sót duy huyệt ngoài hay không biết đâu chỉ là kẻ ngoài mạnh trong yếu, nhìn thì đáng sợ, nhưng thực chất lại yếu nhất. Bên ngoài phó bản, rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt thích thú như đang xem kịch. Hàng năm, không ít người chết trong phó bản vì tự cao tự đại rồi muốn solo. Phó bản mỏ đúng như tên gọi của nó, địa hình bên trong phó bản thực sự giống như một khu mỏ vậy. Phó bản trà ngập khí tức ngột ngạt, còn mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Trước mặt lâm mặt ngữ là một cánh cửa sắt khổng lồ, mở cánh cửa sắt ra là chính thức bắt đầu phó bản. Đằng sau cánh cửa sắt, một con quái vật cao hơn 2 mét đang gầm rú, nó đã phát hiện ra lâm mặt ngữ. Chỉ cần lâm mặt ngữ dám mở cánh cửa sắt ra, nó sẽ ngay lập tức lao tới xé xác hắn. Qua cánh cửa sắt, lâm mặt ngữ ném ra một thám trắc thuật. Goblin bảo vệ mỏ, quái vật tinh nhuệ được cường hóa, cấp độ, 14, sức mạnh, 800, linh hoạt, 400, tinh thần, 200, thể chất, 1000, kỹ năng, công kích choáng váng, quả nhiên là quái vật tinh nhuệ được cường hóa, thuộc tính cao hơn quái vật bình thường gấp nhiều lần. Sức mạnh và thể chất cực cao, tấn công và phòng thủ đều rất mạnh. Kỵ sĩ cấp 14, thuộc tính thể chất chỉ khoảng 300 đến 400, kém xa so với con quái vật tinh nhuệ được cường hóa trước mắt. Nếu không lập đội, hợp tác cùng nhau thì rất khó để đánh bại phó bản với độ khó ác mộng. Nhưng những thuộc tính này so với khô lâu chiến sĩ của hắn, vẫn còn kém xa lâm mặt ngữ thả khô lâu chiến sĩ ra khỏi không gian triệu hồi trong nháy mắt căn phòng đã chật cứng khô lâu chiến sĩ sau đó hắn mở cửa chính thức bắt đầu hành trình chinh phục phó bản goblin bảo vệ mỏ gầm lên phấn khích lao ra từ sau cánh cửa sắt chào đón nó là những lưỡi đao của khô lâu chiến sĩ nó to lớn cao hơn khô lâu chiến sĩ rất nhiều tương tự nó rất chậm chạp trí tuệ cũng thấp kém những lưỡi đao của khô lâu chiến sĩ rơi xuống người nó, ngay lập tức tạo ra những vết thương khủng khiếp. Với thuộc tính của nó, ngay cả khi đối đầu một chọi một với khô lâu chiến sĩ, nó cũng chắc chắn phải chết. Huống chi bây giờ nó đang phải đối mặt với sự bao vây của rất nhiều khô lâu chiến sĩ. Ít nhất có 5, 6 khô lâu chiến sĩ vây quanh chém giết nó. Chỉ trong vòng 2 giây, nó đã ngã xuống cùng tiếng kêu thảm thiết. Đánh chết Goblin bảo vệ mỏ cấp 14. Kinh nghiệm cộng 4.200 nhận được thông báo, Lâm Mặc Ngữ cảm thấy vô cùng phấn khích. Kinh nghiệm thu được cao hơn quái vật cung cấp bên ngoài khoảng 10 lần. Giết một con quái vật ở đây tương đương với 10 con quái vật bên ngoài. Hơn nữa việc giết quái vật chỉ mất một hoặc hai giây, không chậm hơn bao nhiêu. Tốc độ luyện cấp như vậy đương nhiên là rất nhanh. Lâm Mặc Ngữ cảm thấy mình đã tìm đúng hướng đi, hắn lập tức ra lệnh. Khô lâu chiến sĩ với tiếng xương cốt va chạm, không ngừng lao vào lối đi trong phó bản. Giống như một đội quân bất khả chiến bại, một đường xung phong liều chết. Đánh chết Goblin bảo vệ mỏ cấp 14, kinh nghiệm cộng 4200, nhận được xương năm đánh chết Goblin bảo vệ mỏ cấp 14, kinh nghiệm cộng 4200, nhận được lông 6, thông báo liên tục hiện lên. Kinh nghiệm bắt đầu tăng lên nhanh chóng, nguyên liệu cũng ngày càng nhiều. Bản đồ chi tiết về phó bản nhanh chóng hình thành trong đầu lâm mặt ngữ phó bản mỏ đúng như tên gọi của nó là một khu mỏ bên trong có rất nhiều lối đi thông nhau tứ phía bất kể chọn lối đi nào cuối cùng cũng sẽ đến đích đến cuối cùng của phó bản nói chung các đội khác sẽ chọn một trong số lối đi đó để tiến lên không giống như lâm mặc ngữ mỗi lối đi đều có khô lâu chiến sĩ hắn không bỏ sót bất kỳ con quái vật nào ở mọi ngóc ngách có thể dết đều dết hết chỉ 5 phút sau khi vào phó bản trên người Lâm Mặc Ngữ đã xuất hiện ánh sáng nâng cấp. Cuối cùng cũng lên cấp 11. Sau khi nâng cấp, tinh thần lực hoàn toàn hồi phục, Lâm Mặc Ngữ lập tức triệu hồi 4 khô lâu chiến sĩ nữa gia nhập đội hình. Số lượng khô lâu chiến sĩ cũng đã lên tới 56 con. Tên: Lâm Mặc Ngữ, chức nghiệp: Tử linh pháp sư, độc nhất, cấp độ: 11, 000, ý sức mạnh: 120, linh hoạt: 120, tinh thần: 40 phần 400, thể chất: 120 trang bị, không không gian triệu hồi, 56 phần 110, khô lâu chiến sĩ, số lượng 56, thiên phú, tăng cường toàn diện, cấp 2, độc nhất, kỹ năng bị động, chuyển giao sát thương, kỹ năng chủ động, ngọn lửa linh hồn, cấp 10, triệu hồi khô lâu chiến sĩ, cấp 11, thi thể bạo liệt, cấp 1, tăng cường toàn diện, cấp 2 tất cả hiệu ứng kỹ năng được tăng cường 20. lần. Chuyển giao sát thương tất cả sát thương mà pháp sư phải chịu sẽ được chuyển giao cho triệu hồi vật. Ngọn lửa linh hồn, cấp 11 thiêu đốt linh hồn mục tiêu, gây sát thương thiêu đốt, quy lực phụ thuộc vào tinh thần lực và cấp độ kỹ năng của bản thân. Triệu hồi khô lâu chiến sĩ, cấp 11 triệu hồi một khô lâu chiến sĩ cấp đồng. Thi thể bạo liệt, cấp 1 kích nổ thi thể, gây sát thương bằng 10% HP của thi thể lên kẻ địch trong phạm vi 1 mét. Kiểm tra thuộc tính của bản thân xong. Sau cấp 10, mức tăng thuộc tính cơ bản đã lớn hơn. Sức mạnh, linh hoạt, thể chất trước đây mỗi cấp tăng 10 điểm, bây giờ đã tăng thành 20 điểm. Tinh thần lực tăng thêm 100 điểm. Theo cấp độ tăng lên, mức tăng thuộc tính sau này sẽ ngày càng lớn. Lâm Mặc Ngữ đã hiểu ra điều này sau khi kiểm tra. Kỹ năng lại được nâng cấp, bốn thuộc tính của khô lâu chiến sĩ đã đạt tới 3.400. Thuộc tính cơ bản tăng 20 điểm, lại được khuếch đại 20 lần, Kết quả cuối cùng là tăng thêm 400 điểm. Tất cả những thay đổi đều nằm trong dự đoán. Chỉ có kỹ năng thi thể bạo liệt mới có được là vẫn ở cấp 1, không hề thay đổi. Tại sao vậy? Lâm Mặc Ngữ cảm thấy bối rối, tại sao ngọn lửa linh hồn và triệu hồi khô lâu chiến sĩ đều được nâng cấp, nhưng kỹ năng thi thể bạo liệt lại không thay đổi. Hắn không thể hiểu nổi. Tình huống này nằm ngoài phạm vi kiến thức của hắn, chạm đến điểm mù kiến thức nếu ninh y ở đây có lẽ nàng sẽ biết lâm mặc ngữ nghĩ đến ninh y cô nương đáng yêu thích trêu đùa nói nhiều không ngừng kiến thức của nàng ta phong phú hơn hắn rất nhiều nếu nàng ta ở đây hắn có thể hỏi nàng ta hắn tạm thời gạt bỏ những nghi ngờ trong lòng đi tiếp tục tiến sâu vào phó bản phó bản mỏ có tám lối đi mỗi lối đi đều được kết nối với nhau trông giống như một mê cung nhưng những lối đi này cuối cùng sẽ hội tụ về một điểm. Lâm mặt ngữ phân bổ đều khô lâu chiến sĩ vào mỗi lối đi, không bỏ sót con quái vật nào. Kinh nghiệm tăng lên ầm ầm, đẩy cấp độ của hắn tăng lên một cách ổn định. Hiệu quả cao hơn nhiều so với bên ngoài. Khi hắn bước ra khỏi lối đi, quái vật trong lối đi đã bị quét sạch hoàn toàn. Cấp độ 11, 32, 22%, gần như đã hoàn thành 1 phần 3. Chỉ mất hơn nửa tiếng, hiệu quả rất cao. Vượt qua đường hầm như mê cung, ngươi sẽ bước vào phần sau của hầm mỏ. Nhìn ra xa là một con đường hầm khổng lồ dài tới 1.000 mét. Hai bên lối đi là những căn phòng giống như nhà tù. Bên ngoài các căn phòng có những cánh cửa sắt lớn, nhìn từ xa giống như những nhà giam. Tiếng gầm rú của giả thú liên tục vọng ra từ bên trong, vang vọng khắp lối đi rộng lớn. Ngoài mùi máu tanh, không khí còn nồng nặc mùi hôi thối có một con quái vật khổng lồ chắn ngang lối đi. Con quái vật này có hình dạng giống như chó sói, chỉ riêng chiều cao khi nằm phục đã hơn 1 mét. Nếu đứng dậy, chiều cao tổng thể có thể hơn 3 mét. Chiều dài cơ thể hơn 5 mét. Thám trách thuật như làn gió nhẹ rơi xuống người quái vật. Vô sói trong hầm mỏ, bóp tinh nhuệ, cấp độ, 15, sức mạnh, 2000, nhanh nhẹn, 2000, tinh thần, 1000, thể chất, 2500, kỹ năng, gầm rú, đây là lần đầu tiên Lâm Mặt Ngữ gặp quái vật cấp bót, hơn nữa còn là bót tinh nhuệ. Mặc dù bốn thuộc tính vẫn kém hơn khô lâu chiến sĩ, nhưng mạnh hơn quái vật nhỏ khác rất nhiều. Thuộc tính của bót đã đạt đến mức này, có vẻ như thuộc tính của bót cuối cùng của phó bản sẽ còn mạnh hơn nữa. Nhưng chắc chắn sẽ không vượt qua được khô lâu chiến sĩ, nếu không thì phó bản này sẽ không ai đánh bại được. Phó bản độ khó cấp ác mộng, có mức độ này cũng là điều bình thường. Nói chung, những người có khả năng chinh phục phó bản độ khó ác mộng chắc chắn sẽ có cấp độ vượt trội hơn so với cấp độ của phó bản. Một đội tinh nhuệ gồm 5 người, cấp độ trung bình có thể phải đạt cấp 17, 18. Hơn nữa trang bị không thể quá kém, kỹ năng cũng không được quá tệ. Nếu không thì căn bản không thể đánh bại phó bản ác mộng. Những người như Lâm Mặc Ngữ solo đánh phó bản ác mộng ở cấp 10 là điều chưa từng có trong lịch sử bị thám các thuật đánh thức, vua sói trong hầm mỏ tỉnh giấc. Nó từ từ đứng dậy, thân hình to lớn cao hơn 5 mét. Lâm mặt ngữ và khô lâu chiến sĩ thậm chí còn không cao bằng một chân của nó. Đôi mắt sói đỏ ngầu nhìn về phía lâm mặt ngữ, tỏa ra sát khí. Cảm giác áp bức khủng khiếp bao trùm toàn thân. Tấn công, lâm mặt ngữ ra lệnh. 56 khô lâu chiến sĩ lao về phía vua sói trong hầm mỏ như chớp giật vô sói trong hầm mỏ đột nhiên gầm lên một tiếng, kỹ năng bùng nổ. Sóng xung kích mạnh mẽ phun ra từ miệng nó. Hơn 30 khô lâu chiến sĩ đang lao lên phía trước bị hất văng cùng một lúc. Hai bên vách đá rung chuyển dữ dội, vô số đá vụn rơi xuống. Đứng cách đó hàng chục mét, Lâm Mặc Ngữ cũng cảm nhận được sóng xung kích, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỹ năng này là kỹ năng diện rộng, hơn nữa còn có hiệu ứng hất văng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy khô lâu chiến sĩ bị hất văng. Khô lâu chiến sĩ bị hất văng rồi ngã xuống đất, va và vào vách đá, trông có vẻ hơi chật vật. Lâm mặt ngữ không hề nao núng. Hắn có thể cảm nhận được, khô lâu chiến sĩ chỉ đơn giản là bị hất văng mà thôi. Trên thực tế thì sát thương nhận được không quá lớn. 3.400 điểm thể chất không phải là trò đùa. Khả năng phòng thủ của khô lâu chiến sĩ đã rất mạnh. Cô lâu chiến sĩ nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục lao về phía Vô Sói trong hầm mỏ. Những vết nước nhỏ xuất hiện trong đợt tấn công vừa rồi lúc này cũng đã nhanh chóng biến mất, phục hồi chỉ trong một cái nháy mắt. Ngọn lửa linh hồn vẫn cháy sáng rực rỡ. Sử dụng kỹ năng tấn công cuồng bạo, những cô lâu chiến sĩ không bị hất văng đã lao đến trước mặt Vô Sói trong hầm mỏ, những lưỡi đao lóe lên ánh sáng đỏ chém xuống. Máu bắn tung tóe, da thịt nát bấy vết thương sâu hoắm lộ ra cả xương. Vô sói trong hầm mỏ kêu lên thảm thiết. Rất nhiều khô lâu chiến sĩ nhảy lên cao rồi trực tiếp đáp xuống người vô sói trong hầm mỏ, những lưỡi đao lóe lên ánh sáng đỏ, lập tức thi triển kỹ năng. Cảnh tượng này giống hệt như những gì Lâm Mặc Ngữ đã thấy khi chuyển chức. Khô lâu chiến sĩ đã chém chết con rồng khổng lồ giống như lúc này đây. Vua sói trong hầm mỏ không to lớn như rồng, cũng không mạnh mẽ như rồng sức tấn công của khô lâu chiến sĩ còn cao hơn nó mỗi đòn đều có thể gây ra sát thương đáng kể vô sói trong hầm mỏ lăn lộn như điên như dại cơ thể to lớn liên tục va vào vách đá trong hầm mỏ cố gắng hất những khô lâu chiến sĩ trên người xuống bàn tay của khô lâu chiến sĩ bám chặt vào da thịt của nó khiến nó không thể hất ra những khô lâu chiến sĩ trên mặt đất cũng không ngừng đuổi theo lưỡi đao liên tục chém vào chân của nó lưỡi đao chém vào xương phát ra âm thanh kim loại, tiếng kêu thảm thiết của vô sói trong hầm mỏ càng thêm vang dội. Móng vuốt của nó cào vào khô lâu chiến sĩ, lực va chạm mạnh mẽ hất văng khô lâu chiến sĩ ra ngoài. Khô lâu chiến sĩ không bị thương nặng, trong nháy mắt đã lao trở lại. Vô sói trong hầm mỏ dùng miệng cắn, kết quả là răng nó bị gãy. Thể chất của khô lâu chiến sĩ cao tới 3.400, vô cùng cứng cáp. Thể hình to lớn thì có ích gì, vẫn phải chết thôi lâm mặc ngữ nhìn cảnh tượng này trong lòng có chút cảm xúc thể hình to lớn tuy mang đến cảm giác áp bức mạnh mẽ hơn cùng sức mạnh to lớn hơn nhưng đồng thời cũng trở thành điểm yếu của nó chỉ cần khả năng phòng thủ không đủ mạnh thì không thể chống đỡ được đòn tấn công của khô lâu chiến sĩ vậy kết quả ra sao hắn có thể tưởng tượng được chỉ trong vài giây vô sói trong hầm mỏ đã cận kề cái chết gầm một tiếng gầm rú dữ dội vang lên Vô Sói trong hầm mỏ thi triển kỹ năng lần thứ hai. Lần này, nó đã dốc hết toàn lực. Hiệu ứng hất văng của kỹ năng gầm rú cũng được phát huy đến mức tối đa. Dưới tác động của sóng xung kích, cuối cùng nó cũng hất văng những khô lâu chiến sĩ trên người xuống. Ngay cả những khô lâu chiến sĩ xung quanh cũng bị hất văng đi. Lực tấn công của kỹ năng thì bình thường, nhưng hiệu ứng hất văng thực sự rất tốt. Nhìn những khô lâu chiến sĩ bay tứ tung như hoa rơi, trên mặt lâm mặt ngữ không lộ biểu cảm gì. Kỹ năng nhìn thì có vẻ mạnh, nhưng thực tế khô lâu chiến sĩ không bị thương nhiều. Quả nhiên, những khô lâu chiến sĩ sau khi ngã xuống đất liền lăn một vòng, sau đó từng con một lại lao trở lại với khí thế mạnh mẽ. Vua sói trong hầm mỏ đột nhiên quay người, chạy cà nhắc vào lối đi. Chạy trốn sao, lâm mặt ngữ hơi sững người, không ngờ tới chuyện này. Bóp trong phó bản vậy mà lại bỏ chạy vô sói trong hầm mỏ chạy vào lối đi gầm rú liên tục trên dọc đường dường như đáp lại tiếng gầm của nó từ trong lối đi cũng vang lên tiếng sói tru tình hình có vẻ không ổn lâm mặc ngữ cảm thấy có gì đó không đúng không cho khô lâu chiến sĩ đuổi theo mà ra lệnh cho chúng rút lui về bên cạnh mình két két cánh cửa sắt hai bên đường hầm mở ra trong tiếng gầm rú của nó từng con sói hung dữ khát máu bước ra từ sau cánh cửa sói dữ trong hầm mỏ cấp độ, 14, sức mạnh, 600, nhanh nhẹn, 600, tinh thần, 200, thể chất, 1000, kỹ năng, cắn xé, dưới thám trắc thuật, thông tin của những con sói hung dữ này được hiển thị một cách rõ ràng. Thuộc tính không quá mạnh, còn yếu hơn cả Goblin bảo vệ mỏ trong đường hầm. Nhưng số lượng quá nhiều, ít nhất cũng phải có hơn trăm con. Hàng trăm con sói hung dữ lao tới cùng lúc, khí thế đó đủ khiến da đầu tê dại lâm mặc ngữ không hề sợ hãi tuy số lượng sói giữ trong hầm mỏ nhiều nhưng thuộc tính không mạnh khô lâu chiến sĩ của hắn đủ sức đối phó với bọn chúng nhưng hắn cũng nghĩ đến một vấn đề các tổ đội khác đã ứng phó với sói hung dữ như thế nào hắn không tin rằng một đội chỉ gồm năm chức nghiệp giả lại có thể chống lại được nhiều sói hung dữ như vậy nhìn xung quanh trông thấy lối đi phía sau hắn lập tức hiểu ra lối ra của lối đi không lớn Tối đa chỉ cho phép một người đi vào cùng lúc. Vì vậy, chỉ cần kỵ sĩ canh giữ lối đi, trị liệu hỗ trợ hồi máu. Sau đó, pháp sư sử dụng kỹ năng quần công để tấn công. Tối đa chỉ mất chút thời gian là có thể tiêu diệt sạch sói dữ trong hầm mỏ rồi. Lâm Mặc nữ nghĩ không sai, các đội khác đúng là đều làm như vậy. Tuy nhiên, có một điều hắn không biết, các tổ đội khác sẽ không gặp nhiều sói dữ trong hầm mỏ như hắn. Thông thường chỉ có khoảng 10 con sói dữ trong hầm mỏ mà thôi. Điều này có liên quan đến việc hắn đã quét sạch tất cả quái vật trong lối đi của hầm mỏ. Đây là lần đầu tiên Lâm Mặc Ngữ đến phó bản mỏ, vì vậy không biết cơ chế này. Trong sách cũng không đề cập đến kiến thức như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù có biết, hắn chắc chắn cũng sẽ dọn sạch tất cả quái vật. Lâm Mặc Ngữ sao có thể bỏ qua nhiều kinh nghiệm như vậy? Còn về độ khó à, đối với hắn mà nói, nãy giờ có khó khăn gì sao, từ khi vào phó bản đến giờ, hắn chỉ điều khiển ở trong lòng vài lần. Chưa từng đổ một giọt mồ hôi nào. Hàng trăm con sói giữ trong hầm mỏ này, trong mắt hắn cũng chỉ như những túi kinh nghiệm lớn. Khô lâu chiến sĩ vây thành vòng tròn, bảo vệ lâm mặt ngữ một cách chắc chắn. Sói giữ trong hầm mỏ lao tới, va vào khô lâu chiến sĩ thành một đống hỗn độn. Sói giữ trong hầm mỏ rất hung hăng, Chúng liên tục cắn xé Khô Lâu chiến sĩ. Móng vuốt sắc nhọn như dao, cào xé trên người Khô Lâu chiến sĩ. Tiếc là sức tấn công của chúng không đủ mạnh, không thể gây ra đủ sát thương cho Khô Lâu chiến sĩ. Sau khi tất cả sói dữ trong hầm mỏ đều đã đến. Lâm Mặc Ngữ ý niệm vừa động, năm Khô Lâu chiến sĩ đồng thời tấn công một con sói dữ trong hầm mỏ. Máu thịt bắn lên tung tóe. Năm Khô Lâu chiến sĩ, mỗi con một đao. Con sói giữ trong hầm mỏ kia chỉ kêu lên thảm thiết hai giây rồi gục xuống. Đánh chết sói giữ trong hầm mỏ cấp 14, kinh nghiệm cộng 2800, nhận được da sói 3, khóe miệng lâm mặt ngữ nhếch lên tạo thành nụ cười. Lòng bàn tay hắn đồng thời sáng lên. Thi thể bạo liệt, ầm một tiếng nổ lớn, xác của con sói giữ trong hầm mỏ kia phát nổ. Sát thương bằng 10% HP của sói giữ trong hầm mỏ. Phạm vi nổ là 1 mét được khuếch đại 20 lần bởi thiên phú. Tất cả kẻ địch trong phạm vi 20 m tính từ xác chết sẽ phải chịu sát thương bằng 200% HP của xác chết. Tương đương với việc những con sói hung dữ này phải chịu sát thương bằng 200% HP của chính chúng. Không con sói nào chịu đựng nổi. Tiêu diệt trong nháy mắt, không còn nghi ngờ gì nữa, là chính là tiêu diệt tức thì. Đánh chết sói dữ trong hầm mỏ cấp 14, Kinh nghiệm cộng 2.800 nhận được da sói 2 đánh chết sói giữ trong hầm mỏ cấp 14. Kinh nghiệm cộng 2.800 nhận được xương 3 đánh chết sói giữ trong hầm mỏ cấp 14. Kinh nghiệm cộng 2.800 nhận được da sói 4 trong nháy mắt, thông báo hiện lên như thác lũ. Kinh nghiệm tăng vọt như tên lửa. Trong nháy mắt, kinh nghiệm từ 32% tăng lên 72%. Một đòn tấn công, nhận được 40% kinh nghiệm. Tốc độ này quả thật rất đáng kinh ngạc. Lâm Mặc Ngữ cũng thầm kinh hãi, kỹ năng thi thể bạo liệt quá mạnh, mạnh đến mức đáng sợ. Không nói đến việc có thể so sánh với cấm chú của Pháp Sư hay không. Ít nhất ở cấp độ hiện tại, kỹ năng này là vô địch. Lúc này, vua sói trong hầm mỏ tập tỉnh quay trở lại, ánh mắt nó tràn đầy kinh hãi. Tại sao những thuộc hạ của nó lại chết hết trong chớp mắt thế này? Vụ nổ vừa rồi là chuyện gì? Với trí tuệ của nó, nó không thể hiểu nổi dưới chân nó có vài thi thể của sói dữ trong hầm mỏ. Đối xử công bằng, ngươi cũng nếm thử đi. Ánh mắt lâm mặt ngữ lạnh lùng, lòng bàn tay lóe sáng. Thi thể bạo liệt, ầm ầm ầm, sau ba tiếng nổ liên tiếp, ba xác chết đồng thời phát nổ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, vua sói trong hầm mỏ bê bết máu. Phần lớn cơ thể đã không còn da thịt bao phủ nữa mà chỉ còn lại xương trắng. Có những chỗ thậm chí cả xương cũng đã gãy nát. Hừ, vua sói phát ra tiếng kêu bi thương cuối cùng. Cơ thể to lớn lắc lư vài cái rồi đổ ầm xuống đất. Ban đầu nó đã bị thương nặng, căn bản không thể chịu đựng thêm sát thương khủng khiếp như vậy. Đánh chết vua sói trong hầm mỏ cấp 15, kinh nghiệm cộng không nhận được răng nanh vua sói, nhận được tinh hạch quái vật cấp thấp, chỉ có 15.000 kinh nghiệm, hiệu quả không cao lắm nhỉ. Vua sói trong hầm mỏ mạnh như vậy, kinh nghiệm chỉ có 15.000, hiệu quả quả thực không cao chỉ tương đương với giá trị kinh nghiệm của năm con sói dữ trong hầm mỏ tuy nhiên đối với quái vật cấp bót người ta không theo đuổi giá trị kinh nghiệm mà là vật phẩm rơi ra từ nó trăng nanh vua sói là nguyên liệu để chế tạo vũ khí giá cả trên khu giao dịch không hề thấp tinh hạch quái vật có thể được sử dụng để chế tạo trang sức tăng cường thuộc tính giá trị cũng không hề rẻ chút nào tinh hạch quái vật chỉ rơi ra từ quái vật cấp bót trở lên và không phải lúc nào cũng rơi Điều này khiến giá của tinh hạch quái vật luôn ở mức cao. Bước vào lối đi, mùi hôi thối kinh tởm sọc thẳng vào mặt. Lâm mặt ngữ không khỏi che mũi lại. Lối đi dài cả ngàn mét, tất cả các cánh cửa sắt đều đã được mở ra, bên trong trống trơn. Tất cả sói giữ trong hầm mỏ đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Cuối lối đi xuất hiện một hầm mỏ khổng lồ. Hầm mỏ có đường kính dài hơn một nghìn mét, sâu hung hút, không thể nhìn thấy đáy có một lối đi xoắn ốc dẫn xuống phía dưới, trên lối đi có rất nhiều quái vật hệ Goblin. Chúng mặc áo giáp, tay cầm đại đao. Hai con một nhóm, tuần tra qua lại trên lối đi. Chiến sĩ Goblin tình nhuệ, quái vật tinh nhuệ được cường hóa, cấp độ, 15, sức mạnh, 900, linh hoạt, 800, tinh thần, 400, thể chất, 900, thuộc tính kém hơn bót rất nhiều, không có chỉ số nào vượt quá 1.000. Lâm mặt ngữ hoàn toàn không để mắt đến. Lâm Mặc Ngữ vung tay lên, đội quân Khô Lâu đã tràn vào hầm mỏ. Đối mặt với làn sóng Khô Lâu chiến sĩ ập đến, những con quái vật tinh nhuệ được cường hóa này không có sức chống cự. Chúng bị tiêu diệt từng con từng con một. Đánh chết chiến sĩ goblin tinh nhuệ cấp 15, kinh nghiệm cộng 4500. Nhận được xương thú 6, thông báo liên tục hiện lên. Lâm Mặc Ngữ ra lệnh tự do chiến đấu, nhanh chóng dọn dẹp quái vật trong hầm mỏ mặc dù quái vật tinh nhuệ được cường hóa có sức mạnh không quá lớn nhưng kinh nghiệm dồi dào nguyên liệu cũng rất nhiều có thể coi là quái vật chất lượng cao hiệu quả cao hơn nhiều so với quái vật bình thường bên ngoài sau này solo phó bản cấp địa ngục kinh nghiệm chắc chắn sẽ nhiều hơn nếu có ai đó biết được suy nghĩ của lâm mặc ngữ chắc chắn sẽ muốn phun nước miếng vào mặt hắn solo phó bản cấp địa ngục nhìn khắp lịch sử loài người cũng chưa từng có một ai làm được điều đó trong lịch sử, có một số người được coi là lợi hại đã solo phó bản ác mộng, sau đó đã được ghi vào sử sách. Solo phó bản địa ngục, chuyện đó hoàn toàn là nói đùa. Thực sự đã có người thử, nhưng tất cả bọn họ đều chết và không bao giờ trở lại. Lâm Mặc Ngữ đi dọc theo lối đi, quái vật dọc đường đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Khi hắn đi đến đáy hầm mỏ, kinh nghiệm đã đạt 99%. Chỉ còn một bước nữa là lên cấp. Lúc này trong toàn bộ phó bản chỉ còn lại một bóp cuối cùng. Chỉ cần tiêu diệt nó, chắc chắn sẽ lên cấp 12. Vào phó bản một chuyến, chỉ mất hơn một giờ mà đã lên được hơn một cấp. Hiệu quả vượt xa dự kiến. Theo cách này, chỉ cần cày vài vòng phó bản có độ khó cấp ác mộng, đừng nói là cấp 16, ngay cả cấp 18, 19 cũng không phải là vấn đề. Chỉ cần có cấp độ, việc vào học viện Hạ Kinh là điều hắn nắm chắn. Tỷ tỷ, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi. Lâm Mặc Ngữ nhớ đến Lâm Mặc Hàm, khóe miệng nở một nụ cười hiếm hoi. Đại bót của phó bản mỏ ngồi ở trung tâm hầm mỏ, cái miệng lớn liên tục hít thở không khí. Tiếng thở như sấm rền, vang vọng khắp hang động trống rỗng. Mỗi lần hít thở đều có thể cuốn lên một trận gió lốc. Lâm Mặc Ngữ gần như bị thổi bay. Con đại bót này hoàn toàn không biết gì về những gì đang xảy ra bên ngoài trạng thái đó gần giống như đang thiền định. Tuy nhiên nó chỉ đang ngủ mà thôi. Thám trắc thuật nhẹ nhàng lướt qua. Vua Goblin, quái vật thủ lĩnh, cấp độ, 16, sức mạnh, 3.000, linh hoạt, 1.500, tinh thần, 1.500, thể chất, 3.000, kỹ năng, phun lửa, càng quét, đẩy lùi, thuộc tính không hơn vua sói trong hầm mỏ là bao, riêng sức mạnh và thể chất thì mạnh hơn một chút. Lâm Mặc Ngữ thậm chí còn cảm thấy khô lâu chiến sĩ của mình có thể solo với nó. Thám trắc thuật đã đánh thức nó, nó từ từ mở mắt ra nhìn về phía Lâm Mặc Ngữ. Sau đó, với một tiếng gầm rú, nó nhảy vọt lên. Vung đại đao khổng lồ trong tay chém thẳng vào đầu Lâm Mặc Ngữ. Đại đao mang theo luồng khí tức khủng bố giáng xuống, Lâm Mặc Ngữ không hề né tránh. Ánh mắt vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một tia chế giễu lưỡi đao tưởng chừng như đáng sợ đột ngột dừng lại khi còn cách lâm mặt ngữ 10cm. Như thể có một lực lượng vô hình ngăn cản đại đao tiến thêm dù chỉ một chút. Chuyển giao sát thương Tất cả các đòn tấn công nhắm vào lâm mặt ngữ sẽ được chuyển giao cho triệu hồi vật. Lâm mặt ngữ đột nhiên cao mày. Bởi vì hắn cảm nhận được khô lâu chiến sĩ đã bị thương. Ngọn lửa linh hồn của tất cả khô lâu chiến sĩ đều rung lên dữ dội, ánh sáng trên cơ thể cũng mờ đi một phần ba trên cơ thể bọn chúng đồng thời xuất hiện những vết nứt nhỏ tại sao lại như vậy lâm mặc ngữ giật mình có chút khó hiểu hắn hiếm khi ngạc nhiên ngay cả khi đại đao lao tới trước mặt hắn vẫn vô cùng bình tĩnh thậm chí không thèm chớp mắt lấy một cái tối hôm qua khi giết chết ba người đó là lần đầu tiên hắn giết người hắn cũng bình tĩnh như vậy trong mắt hắn giết người và giết quái vật không có gì khác biệt không phải là hắn máu lạnh mà là tỷ tỷ Lâm Mặc Hàm đã từng nói với hắn, bất kể gặp phải chuyện gì, cũng phải giữ lấy bình tĩnh. Trong lúc nguy hiểm, chỉ có bình tĩnh mới có thể sống sót. Hắn nhanh chóng lùi lại, Khô Lâu chiến sĩ lao đến trước mặt vua goblin, đồng thời bảo vệ hắn. Tấn công cuồng bạo, Khô Lâu chiến sĩ đồng loạt sử dụng kỹ năng, đòn tấn công mạnh mẽ giáng xuống người vua goblin, gây nên sát thương cực lớn. Trong chớp mắt, vua goblin đã đầy rẫy vết thương vua goblin bị tấn công đương nhiên chuyển dời mục tiêu bắt đầu tấn công khô lâu chiến sĩ lâm mặt ngữ lùi sang một bên suy ngẫm về những gì vừa xảy ra hiệu ứng của chuyển giao sát thương là chuyển giao sát thương mà hắn nhận phải cho triệu hồi vật tất cả triệu hồi vật cùng chia sẻ sát thương hắn đột nhiên hiểu ra lý do tại sao vừa rồi khô lâu chiến sĩ đồng loạt bị thương hơn nữa sát thương còn không hề nhỏ chủ yếu là vì thuộc tính của bản thân hắn quá yếu chỉ có 120 điểm thể chất, khả năng phòng thủ yếu ớt vô cùng. Đối mặt với vua Goblin có 3.000 điểm sức mạnh, sát thương mà hắn phải chịu sẽ lớn đến mức nào, sát thương được chuyển giao dựa trên bản thân hắn, bỏ qua khả năng phòng thủ của khô lâu chiến sĩ. Những sát thương này đều được chuyển giao cho khô lâu chiến sĩ, vì vậy khô lâu chiến sĩ mới đồng loạt bị thương. Nếu nhát chém đó rơi vào khô lâu chiến sĩ, có lẽ sát thương mà khô lâu chiến sĩ phải chịu sẽ nhẹ hơn rất nhiều hóa ra chính mình mới là điểm yếu duy nhất có vẻ như sau này ta phải tăng thể chất lên khả năng phòng thủ của ta càng mạnh quân đoàn triệu hồi của ta cũng sẽ càng mạnh lâm mặc ngữ hoàn toàn hiểu ra điểm yếu lớn nhất của quân đoàn khô lâu mà hắn làm trung tâm chính là bản thân hắn nếu có một kẻ thù mạnh từ bỏ việc dây dưa với khô lâu chiến sĩ mà chuyển sang tấn công hắn liên tục vậy thì hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm chuyển giao sát thương cũng không phải là vạn năng. Vì đã biết điểm yếu, Lâm Mặc Ngữ đương nhiên sẽ nghĩ cách khắc phục. Cơ thể vua Goblin đầy rẫy vết thương, máu tươi như mưa rơi xuống. Nó cao tới 6-7 mét, bây giờ trên vai, trên lưng, trên ngực, thậm chí trên đầu đều đầy khô lâu chiến sĩ. Vua Goblin lóe lên ánh sáng rực rỡ, đột nhiên nhảy lên, rồi nặng nề rơi xuống đất. ầm ầm ầm, tất cả khô lâu chiến sĩ trên người nó đều bị hất văng ngay cả những khô lâu chiến sĩ trên mặt đất cũng bị đẩy lùi. Kỹ năng đẩy lùi. Tiếp theo, mắt vua goblin lóe sáng, nó há miệng phun ra ngọn lửa. Ngọn lửa thiêu đốt các khô lâu chiến sĩ. Lâm mặt ngữ cảm nhận được sinh lực của bốn khô lâu chiến sĩ đang nhanh chóng biến mất, sắp đến bờ vực tử vong. Ý niệm vừa động, bốn khô lâu chiến sĩ lập tức được thu hồi về không gian triệu hồi. Ngọn lửa của vua goblin vẫn đang phun ra, khiến khô lâu chiến sĩ không thể tiếp cận phải chặn kỹ năng của nó. Lòng bàn tay Lâm Mặt Ngữ cũng xuất hiện một ngọn lửa. Ngọn lửa linh hồn, ngọn lửa lặng lẽ rơi xuống đầu vua Goblin. Vua Goblin lập tức hét lên thảm thiết, kỹ năng phun lửa bị ngắt quãng. Ngọn lửa linh hồn bỏ qua phòng thủ, trực tiếp gây sát thương lên tinh thần kẻ địch. Sức tấn công phụ thuộc vào cấp độ kỹ năng và sức mạnh tinh thần của vật chủ. Mặc dù tinh thần lực của Lâm Mặt Ngữ chỉ có 400 điểm, cấp độ kỹ năng cũng chỉ là 11, nhưng sau khi được khuếch đại 20 lần, sức tấn công của ngọn lửa linh hồn không thể xem thường. Khô lâu chiến sĩ nhanh chóng bao vây, tiếp tục tấn công dữ dội. Lâm Mặc Ngữ tiếp tục sử dụng ngọn lửa linh hồn tấn công vua Goblin, không cho phép nó sử dụng kỹ năng một cách bình thường. Một phút sau, vua Goblin gục xuống đất đầy quốc hận. Đánh chết vua Goblin, kinh nghiệm cộng không nhận được vũ khí cấp đồng, dao găm của vua Goblin. Nhận được giáp phòng thủ cấp đồng, áo choàng tri thức. Nhận được tinh hạch của vua Go Berlin. Cùng lúc thông báo hiện lên, trên người Lâm Mặc Ngữ cũng đồng thời xuất hiện ánh sáng nâng cấp. Cuối cùng cũng lên cấp 12. Solo phó bản ác mộng, chỉ mất có hơn một giờ mà hắn đã lên được hơn một cấp. Hiệu quả rất cao. Lâm Mặc Ngữ kiểm tra thu hoạch của mình. Giao găm của vua Go Berlin, cấp đồng, sức mạnh cộng 10, nhanh nhẹn cộng 10, tăng 3% uy lực kỹ năng hệ sát thủ, sử dụng được sau cấp 12. Áo choàng tri thức, giáp phòng thủ cấp đồng, tinh thần cộng 10, thể chất cộng 10, rút ngắn 5% thời gian hồi chiêu kỹ năng hệ pháp sư, sử dụng được sau cấp 12. Giao găm không có tác dụng với lâm mặt ngữ, hắn trực tiếp cất đi, sau khi về có thể bán lấy tiền. Chức nghiệp của ta là tử linh pháp sư, cũng thuộc hệ pháp sư. Nhưng kỹ năng của ta khác với kỹ năng của pháp sư khác, không có thời gian hồi chiêu, có vẻ như không có tác dụng. Tinh thần và thể chất mỗi chỉ số cộng thêm 10 điểm, cũng không tệ. Dù sao cũng chỉ là trang bị cấp 12, không thể đòi hỏi quá cao. Lâm Mặc Ngữ lập tức thay áo tràn tri thức vào, tinh thần và thể chất mỗi chỉ số tăng thêm 10 điểm. Ngoài trang bị, còn có tinh hạch của vua Goblin. Tinh hạch của vua Goblin lớn hơn tinh hạch quái vật cấp thấp một vòng, nhìn cũng đẹp hơn. Màu đỏ như ruby, Cầm trên tay có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ nó. Rõ ràng, tinh hạch này rất khác biệt. Mang tinh hạch này đến khu giao dịch, có thể đổi được 10 vạn đồng vàng. Lâm mặt ngữ có chút vui mừng. Tinh hạch còn có giá trị hơn cả hai món trang bị kia. Sau khi lên cấp, tinh thần lực hoàn toàn được hồi phục. Lâm mặt ngữ lập tức triệu hồi thêm 4 khô lâu chiến sĩ. Kỹ năng triệu hồi khô lâu chiến sĩ đã được nâng cấp lên cấp 12 yêu cầu triệu hồi cũng đã đạt 110 điểm tinh thần lực. Mặc dù hiện tại hắn đã có 510 điểm tinh thần lực, nhưng vẫn chỉ có thể triệu hồi được bốn con mà thôi. Khô lâu chiến sĩ đồng cấp 12, bốn thuộc tính đều đạt 3.800 điểm, số lượng cũng đạt 60 con. Trong phó bản này, hắn hoàn toàn có thể tự do di chuyển. Với tâm trạng vui vẻ, Lâm Mặc Ngữ bước vào lối ra của phó bản. Lâm Mặc Ngữ đột ngột xuất hiện ở lối ra cũng là lối vào của phó bản sự xuất hiện của hắn ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Điều thu hút sự chú ý chính là khô lâu chiến sĩ mà hắn mang theo. Khô lâu chiến sĩ quá đặc biệt. Khí tức âm u tà ác, hình dạng đáng sợ, những người nhát gan đều không tự chủ được quay đầu đi, không dám nhìn thêm tí nào. Hắn ta ra rồi. Không ngờ hắn ta còn có thể sống sót ra ngoài. Chẳng lẽ hắn ta thực sự đã solo phó bản thành công, những người có thể solo phó bản chỉ đếm trên đầu ngón tay, ta thấy tiểu tử này còn non lắm không đúng, mọi người nhìn quần áo hắn ta mặc mà xem, có giống áo tròn tri thức không, thật đấy, đúng là áo tròn tri thức rồi. Không thể tin được, đại thần có thể solo phó bản lại ở ngay trước mắt ta. Lâm mặt ngữ không quan tâm đến những lời bàn tán của người khác. Phó bản đã bước vào thời gian hồi chiêu, phải 12 tiếng sau mới có thể vào lại. Sau một lần vào phó bản, hắn đã không còn hứng thú với việc cày quái vật ngoài hoang dã nữa kinh nghiệm quá ít, giết mười mấy con còn không bằng giết một con trong phó bản. Hơn nữa còn phải đi khắp nơi tìm quái vật, quá phiền phức. Thời gian hồi chiêu là 12 tiếng, vừa đủ để thiền định hồi phục tinh thần lực, cũng có thể tổng kết những gì thu hoạch được từ chuyến đi phó bản lần này. Lâm mặt ngữ lặng lẽ đi sang một bên, tìm một chỗ không có người ngồi xuống. Một khô lâu chiến sĩ trung thành đứng bên cạnh hắn, bảo vệ hắn chuyến đi phó bản lần này có ý nghĩa đặc biệt đối với hắn quan trọng nhất là nó giúp hắn nhận ra điểm yếu của bản thân là gì cũng hiểu được công dụng của các kỹ năng nếu có thể sử dụng tốt kỹ năng thi thể bạo liệt đó sẽ là kỹ năng quần công vô song ngọn lửa linh hồn có thể ngăn chặn kỹ năng của kẻ thù sát thương tinh thần bỏ qua phòng thủ rất mạnh ngay cả bóc cấp ác mộng cũng khó bề chịu đựng được lâm mặc ngữ tổng kết kinh nghiệm phân tích được mất Lâm Mặc Ngữ ngồi thiền định, bên cạnh là những khô lâu chiến sĩ đang canh giữ cho hắn. Cổng vào phó bản có hơn 100 người, nhưng không ai dám lại gần Lâm Mặc Ngữ. Chủ yếu là bởi vì những khô lâu chiến sĩ của Lâm Mặc Ngữ quá đáng sợ. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến người ta lạnh gáy. Thế này cũng tốt, không ai đến làm phiền hắn cả. Lâm Mặc Ngữ chỉ chờ thời gian hồi chiêu qua đi, 12 tiếng sau có thể lại vào phó bản tinh thần lực dần hồi phục trong lúc thiền định. Đến khi vào phó bản lần nữa, hắn có thể triệu hồi thêm bốn khô lâu chiến sĩ nữa. Bóng tối buông xuống, Lâm Mặc Ngữ kết thúc thiền định, tinh thần lực đã hồi phục gần xong. Cổng vào phó bản xuất hiện từng khóm lửa trại, rất nhiều người tụ tập xung quanh khóm lửa nướng thịt. Mùi thịt thơm lừng, rắc thêm gia vị càng thêm đậm đà. Những người này thường xuyên lẫn trốn ngoài hoang dã, mỗi người đều rất có kinh nghiệm, chuẩn bị cũng vô cùng đầy đủ. Không giống như Lâm Mặc Ngữ, khi ra ngoài hắn chỉ mang theo một ít khoai lang. Bụng kêu réo, Lâm Mặc Ngữ muốn lấy khoai lang ra ăn. Phát hiện khoai lang không còn, lúc này hắn mới nhận ra mình đã đưa hết cho Ninh Y Y rồi. Nghĩ đến vẻ ngoài tinh nghịch đáng yêu của Ninh Y Y, khóe miệng Lâm Mặc Ngữ cũng không khỏi nở một nụ cười. Thay vào đó hắn lấy ra một chiếc bánh bao, ăn từng miếng từng miếng thật ngon lành. Huynh đệ muốn qua đây cùng ăn một chút không? Ai đó vẫy tay về phía Lâm Mặc Ngữ, họ đang nướng một loại thịt không rõ tên, mùi rất thơm. Là một thanh niên khoảng 20 tuổi. Nhìn trang phục của hắn ta, có lẽ là một hỗ trợ. Lâm Mặc Ngữ lắc đầu nhẹ, từ chối lời mời của hắn ta. Người kia cũng không nài nỉ thêm mà tự mình ăn thịt nướng. Ta nói này vương nghĩa, ngươi gọi hắn ta làm gì? Đúng rồi đó, đó chính là một người kỳ quái, từ khi hắn ta đến đây thì chưa từng nói một lời nào. Hơn nữa, triệu hồi vật hệ bất tử bên cạnh hắn ta có hơi đáng sợ. Người thanh niên tên Vương Nghĩa kia lại có quan điểm khác, ta thấy hắn rất bình thường mà, chỉ là không thích nói chuyện thôi. Hơn nữa, các ngươi nhìn đi, dù không nói chuyện, nhưng hắn cũng chưa bao giờ đi khiêu khích người khác. Ta nghĩ, thật ra hắn không khó gần như các ngươi nghĩ đâu. Vương Nghĩa cắt một miếng thịt nướng lớn đặt vào đĩa, đi đến trước mặt Lâm Mặt Ngữ, huynh đệ ăn miếng thịt đi chỉ ăn bánh bao thôi thì sao mà no được lâm mặc ngữ nhìn hắn ta không nói gì vương nghĩa nở một nụ cười hiền lành đặt đĩa thịt trước mặt lâm mặc ngữ rồi rời đi dưới thám trắc thuật thịt nướng không có vấn đề gì lâm mặc ngữ từ từ cầm miếng thịt nướng lên ăn một miếng thịt nướng rất ngon rất thơm cách đó không xa vương nghĩa cũng cầm một miếng thịt ánh mắt hướng về phía lâm mặc ngữ trên khuôn mặt là nụ cười rạng rỡ. Lúc này, Lâm Mặc Ngữ cảm thấy nụ cười của hắn ta có phần giống với Cao Dương. Ăn no bụng, Lâm Mặc Ngữ lại tiếp tục thiền định. Có những khô lâu chiến sĩ ở bên cạnh, hắn ta không cần lo lắng về vấn đề an toàn. 12 tiếng hồi chiêu của phó bản cuối cùng cũng trôi qua, tinh thần lực của Lâm Mặc Ngữ cũng hoàn toàn phục hồi. Lần này, chắc chắn có thể lên cấp 13. Hắn đứng dậy, nhìn thấy trước cổng phó bản có rất nhiều người đang đứng đó hai nhóm người dường như đang đối đầu với nhau một nhóm người đứng chắn trước cổng phó bản hoàn toàn phong tỏa lối vào không cho ai lại gần họ mặc đồng phục tay cầm vũ khí tinh xảo trông như một đội quân đối mặt với họ là những người vốn đang ở bên ngoài phó bản dù đông người hơn nhưng trông rất lộn xộn khí thế không bằng đối thủ công hội vương triều các ngươi quá nga ngược rồi đó sao lại không cho bọn ta vào phó bản chứ đúng rồi sao lại như vậy phó bản đâu phải của các ngươi bọn ta vào phó bản cũng không ảnh hưởng gì đến các ngươi nhiều người lên tiếng phản đối từ trong công hội vương triều một pháp sư cầm quyền trưởng bước ra thiếu hội trưởng của bọn ta đang thực hiện nhiệm vụ trong phó bản trước khi nhiệm vụ của ngài ấy hoàn thành các ngươi không được phép vào phó bản tại sao công hội vương triều các ngươi ngang ngược quá rồi đó các chức nghiệp giả miệng thì phản đối nhưng không một ai dám ra tay chủ yếu là do công hội vương triều quá mạnh họ không dám khiêu khích vương nghĩa cũng ở trong đám người phản đối nụ cười rạng rỡ đã biến mất thay vào đó là sự tức giận khó nén lâm mặc ngữ đi tới đến bên cạnh vương nghĩa hỏi sao vậy vương nghĩa thấy lâm mặc ngữ không ngờ lâm mặc ngữ lại nói chuyện với mình vừa ngạc nhiên vương nghĩa vừa nhỏ giọng đáp thiếu hội trưởng của công hội vương triều đang làm nhiệm vụ trong phó bản không cho bọn ta vào. Ánh mắt của Lâm Mặc Ngữ lộ vẻ nghi hoặc. Nhiệm vụ gì mà cần phong tỏa phó bản chứ? Vương Nghĩa cũng nhận ra sự nghi hoặc của Lâm Mặc Ngữ, là như này, họ cần lõi tinh thể của vua goblin, lõi tinh thể này rất hiếm, chỉ có trong phó bản cấp độ ác mộng mới có cơ hội rơi ra, hơn nữa phải 100 ngày mới rơi một lần. Ngươi cũng đã thấy nhiệm vụ này trong khu giao dịch rồi đúng không? Nhiệm vụ này thật ra do công hội Vương Triều đăng lên đó nhưng mãi mà không có ai hoàn thành nhiệm vụ này. Nói đến cũng buồn cười, lõi tinh thể của vua goblin không phải là loại tinh hạch bình thường, giá trị ít nhất là 30 vạn đồng vàng, họ muốn mua với giá 10 vạn, ai mà thèm bán cho họ chứ? Hôm nay là tròn 100 ngày kể từ lần rơi cuối cùng, lần này công hội vương triều đã tự mình ra tay. Thật trùng hợp. Lõi tinh thể của vua goblin trong không gian lưu trữ của Lâm Mặc Ngữ, lấp lánh như hồng ngọc. Lần này công hội Vương Triều chắc chắn sẽ trắng tay. Ban đầu, Lâm Mặc Ngữ còn định đợi hai ngày nữa về bán tinh hạch của vua Goblin để đổi lấy 10 vạn đồng vàng. Bây giờ nghe Vương Nghĩa nói xong, rõ ràng tinh hạch của vua Goblin không hề đơn giản. Có tác dụng gì? Lâm Mặc Ngữ thì thầm hỏi. Lõi tinh thể của vua Goblin có thể cho thợ rèn chế tạo thành những vua Goblin. Những vua Goblin giúp tất cả thuộc tính cộng 10, nâng cấp tất cả kỹ năng lên cấp 1, có thể sử dụng khi đạt cấp 15, được mệnh danh là trang bị mạnh nhất dưới cấp 40. Thuộc tính mạnh như vậy, thật sự rất lợi hại. Đặc biệt là nâng cấp tất cả kỹ năng lên cấp 1, đối với chức nghiệp giả mới mà nói, thật sự là vô cùng thần thánh. Vương Nghĩa tiếp tục nói, nghe nói thiếu hội trưởng của công hội Vương Triều sắp thi vào học viện Hạ Kinh, nên rất muốn có được trang bị này. Công hội Vương Triều không thiếu thợ rèn, các nguyên liệu khác cũng đã chuẩn bị đầy đủ giờ chỉ thiếu lõi tinh thể của vua Goblin đó thôi. Biết được nguyên nhân và kết quả, Lâm Mặt Ngữ mỉm cười, đi về phía cổng phó bản. Hắn không quan tâm công hội vương triều gì cả, dù sao cản trở hắn luyện cấp là không được. Này, ngươi đi đâu vậy, nhanh quay lại đi, công hội vương triều không thể đắc tội được đâu. Nhanh quay lại đi, ngươi sẽ chết đấy. Vương Nghĩa vô cùng lo lắng muốn kéo Lâm Mặt Ngữ trở về. Lâm Mặt Ngữ làm như không nghe thấy, một mực đi về phía trước. Những người đang phản đối bỗng nhiên dừng lại, ai nấy đều nhìn về phía Lâm Mặc Ngữ. Lâm Mặc Ngữ dẫn theo một khô lâu đi về phía phó bản, khi đi lại khô lâu kia phát ra tiếng lạch cạch. Người muốn làm gì? Pháp sư đứng đầu công hội Vương Triều, ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm vào Lâm Mặc Ngữ. Phía sau hắn ta, hơn 10 người của công hội Vương Triều đồng loạt nhìn về phía Lâm Mặc Ngữ. Những người này đều trên cấp 20, mỗi một người đều khí thế bất phàm kỵ sĩ chiến binh pháp sư cung thủ hỗ trợ đều có đủ cả họ đã hình thành một đội hình chiến đấu hoàn chỉnh hơn nữa trang bị của họ đều rất tốt từ vũ khí áo giáp đến trang sức đều là trang bị cấp đồng chính vì vậy dù người phản đối đông đảo nhưng không một ai dám thật sự ra tay cấp bậc không bằng đội hình không bằng trang bị không bằng kỹ năng cũng không bằng nắm đấm không bằng chỉ có thể phản đối bằng lời nói mà thôi. Lâm Mặc Ngữ đi đến trước mặt pháp sư, dừng lại, lạnh nhạt nói, tránh đường. Pháp sư của công hội Vương Triều như nghe thấy trò đùa vui nhất trên đời, "Tiểu tử, có phải ngươi uống say rồi không? Nhanh về nhà đi." Lâm Mặc Ngữ tiếp tục nói, "Đừng cản ta vào phó bản, nếu không ta sẽ giết ngươi." Lâm Mặc Ngữ nói rất nghiêm túc. Hắn thật sự không đùa. Bây giờ hắn phải vào phó bản luyện cấp. Việc này liên quan đến việc hắn có vào được học viện Hạ Kinh hay không, nếu ai dám ngăn cản, hắn thật sự sẽ giết người đó. Pháp sư tung ra một thám trắc thuật, rơi vào người Lâm Mặt Ngữ. Sau đó hắn ta cười nhạo, Lâm Mặt Ngữ, chỉ là một tiểu tử cấp 12, dám ở đây nói năng lung tung, cha mẹ ngươi không dạy ngươi cách nói chuyện đàng hoàng à, tử linh Pháp sư, chức nghiệp này thì chưa từng thấy qua, là chức nghiệp mới sao, triệu hồi vật hệ tử vong, khá thú vị đấy. Nhìn thấy ngươi và ta cùng là pháp sư, tha cho ngươi lần này, mau cút đi. Cấp bậc của đối phương cao hơn Lâm Mặc Ngữ 10 cấp, huy hiệu che giấu không có tác dụng. Lời của hắn ta vừa dứt, tất cả mọi người có mặt đều biết cấp bậc của Lâm Mặc Ngữ. Mới có cấp 12, cấp 12 mà dám solo phó bản. Không đúng, có lẽ trước đây hắn còn chưa đạt đến cấp 12. Có ai đó nhận ra, có lẽ chức nghiệp của Lâm Mặc Ngữ rất lợi hại. Lâm Mặt Ngữ cũng sử dụng thám trắc thuật. Lấy lễ đáp lễ. Pháp sư kia không đeo huy hiệu che giấu, Lâm Mặt Ngữ cũng nhìn thấy chức nghiệp của đối phương. Triệu Cát, cấp 25, Pháp sư. Không phải Pháp sư nguyên tố như Hạ Tuyết, chỉ là Pháp sư bình thường, chức nghiệp trung bình. Dù đã đạt cấp 25, nhưng Lâm Mặt Ngữ không hề để tâm. Triệu Cát cười khẩy, những người của công hội Vương Triều đứng sau hắn ta cũng lộ vẻ dễu cật tiểu tử cấp 12, lông còn chưa mọc đủ, về nhà bú sữa mẹ đi. Đây không phải là nơi ngươi nên đến, cẩn thận kẻo mất mạng. Đánh quái ngoài hoang dã là đủ rồi, phó bản tạm thời không có phần của ngươi đâu. Phía sau Lâm Mặc Ngữ, những người trước đó còn đang phản đối, giờ đây đều nói với Lâm Mặc Ngữ, tiểu tử, mau quay về đi, công hội Vương Triều không biết phân phải trái, họ thật sự sẽ giết người đó. Vương Nghĩa hét lớn, huynh đệ, mau quay về đi, đợi họ đi rồi chúng ta vào phó bản sau lâm mặc ngữ không để ý đến tiếng nói từ mọi phía vọng tới giọng nói của hắn dần dần lạnh lẽo lần cuối cùng tránh đường bằng không phải chết triệu các cảm nhận được một luồng khí lạnh từ lời nói của lâm mặc ngữ truyền tới không tự chủ được mà rung lên một cái ánh mắt của lâm mặc ngữ khiến hắn ta cảm thấy lạnh lẽo đây là loại ánh mắt gì vậy dường như trong mắt lâm mặc ngữ hắn ta không phải là người mà là một con quái vật. Nhưng giây tiếp theo hắn ta phản ứng lại, tiểu tử, ngươi đang tìm chết đấy, ngươi dám tiến thêm một bước nữa, ta sẽ giết ngươi, lâm mặt ngữ nhìn triệu cát, khóe miệng khẽ nhếch lên. Giết, hắn thốt ra một chữ nhẹ nhàng. Khô lâu chiến sĩ như tia chớp lao ra, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt pháp sư, giơ tay chém xuống một nhát. Triệu cát cười nhạo, đồng thời một lớp năng lượng màu xanh nhạt xuất hiện trên người hắn ta. Một tên tiểu tử cấp 12 mà thôi, cho dù ta đứng yên để ngươi đánh, ngươi cũng không phá được lớp trắng năng lượng của ta đâu." Khô Lâu chiến sĩ chém một nhát vào lớp trắng năng lượng, lớp trắng năng lượng lập tức biến dạng dữ dội, gần như vỡ vụn ra. Lần này, sắc mặt Triệu Các lập tức biến đổi. Đây là loại triệu hồi vật gì mà lực công kích lại mạnh mẽ đến vậy? Lớp trắng năng lượng của hắn ta ít nhất có thể chịu đựng 5 lần tấn công của chiến binh cùng cấp nhưng trước mặt khô lâu chiến sĩ, tối đa hai lần là sẽ vỡ tan tành. Kỹ năng, lâm mặt ngữ trong lòng khẽ động, thanh đao trên tay khô lâu chiến sĩ bỗng nhiên phát ra ánh sáng đỏ chói. Tấn công cuồng bạo. Triệu các sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc, ai mà ngờ được triệu hồi vật này lại còn biết sử dụng kỹ năng. Hắn ta cảm nhận được sự nguy hiểm của cái chết, kỹ năng này không chỉ phá vỡ lớp trắng năng lượng, mà còn giết chết hắn ta. Vòng chống lửa triệu các tung ra kỹ năng tức thời, vòng lửa bùng nổ, trong nháy mắt đẩy khô lâu chiến sĩ lùi lại vài mét. Kỹ năng của khô lâu chiến sĩ cũng bị gián đoạn. Nhìn gì nữa, mau ra tay đi, triệu các cảm thấy mình đã đi một vòng qua quỷ môn quan, sắc mặt tái mét, hét lớn. Một kỵ sĩ đáp lời, kích hoạt kỹ năng đột kích, dơ cao khiên, trong nháy mắt lao ra hơn 10 mét, đâm mạnh vào khô lâu chiến sĩ. Trầm, sau tiếng kêu thảm thiết, kỵ sĩ kia bị hất văng. Khô lâu chiến sĩ không hề nhúc nhích. Về sức mạnh, khô lâu chiến sĩ hoàn toàn áp đảo. Trừ phi là những kỹ năng mang hiệu ứng đẩy lùi cưỡng chế như vòng chống lửa, nếu không thì phải xem ai có sức mạnh lớn hơn. Khô lâu chiến sĩ lại lao lên, nó trung thành thi hành mệnh lệnh của lâm Mặc ngữ, giết chết triệu cát. Triệu cát nhanh chóng lùi lại, đồng thời tự gia cố lớp trắng bảo vệ, hét lên, giết triệu hồi sư. Cách tốt nhất để đối phó với triệu hồi sư không phải là giết triệu hồi vật, mà là giết chính triệu hồi sư. Chỉ cần triệu hồi sư chết, triệu hồi vật tự nhiên sẽ biến mất. Bùng, hai cung thủ đồng thời bắn cung. Mũi tên trên không trung tách thành ba, biến thành ánh sáng lao xuống người lâm mặt ngữ. Cẩn thận, nhanh tránh đi, có người phía sau hét lớn. Nhưng lâm mặt ngữ không hề né tránh, thậm chí biểu cảm trên mặt cũng không thay đổi trước người hắn xuất hiện một xoáy nước đen hai khô lâu chiến sĩ đồng thời xuất hiện một trái một phải vừa vặn chặn lại mũi tên vừa bắn tới mũi tên rơi vào người khô lâu chiến sĩ phát ra tiếng kim loại va chạm tuy nhiên không gây ra sát thương gì tiếp theo đó hai khô lâu chiến sĩ lao thẳng về phía hai cung thủ kia thật sự không chỉ có một triệu hồi vật sắc mặt triệu các đại biến trở nên cực kỳ khó coi hắn ta không ngờ triệu hồi vật của lâm mặc ngữ lại không chỉ có một con tuy nhiên có một số triệu hồi sư sở hữu nhiều triệu hồi vật cũng là chuyện bình thường công hội của họ có một triệu hồi sư sở hữu đến bốn triệu hồi vật chặn bọn chúng lại cho ta triệu các lớn tiếng kêu lập tức có kỵ sĩ và chiến binh tiến lên chắn trước mặt hắn ta thay hắn ta chặn khô lâu chiến sĩ lại không còn nguy hiểm đến tính mạng triệu các dơ cao pháp trượng chỉ về phía lâm mặc ngữ miệng nhanh chóng niệm chú ngữ. Giết triệu hồi vật không bằng giết triệu hồi sư. Hỏa xà cuồng vũ, hai giây sau, một con rắn lửa từ pháp trượng của hắn ta bay ra, lao thẳng về phía lâm mặt ngữ. Không hay rồi, đây là kỹ năng chỉ có pháp sư cấp 20 mới có thể học, hơn nữa còn là kỹ năng cực kỳ hiếm có. Được mệnh danh là kỹ năng tấn công mạnh nhất trước khi pháp sư chuyển chức lần hai, lần này lâm mặt ngữ huynh đệ gặp rắc rối rồi nghe nói chỉ có chưa đến một phần ba pháp sư có thể nắm giữ được kỹ năng này một số người ở phía sau đều lo lắng cho lâm mặc ngữ lâm mặc ngữ vẫn không có động tĩnh gì trước người lại xuất hiện một xoáy nước lần này hai mươi khô lâu chiến sĩ đồng thời xuất hiện hai mươi ngọn lửa linh hồn nhảy múa trong màn đêm hỏa xà cùng vũ rơi vào người chúng ầm một tiếng nổ tung tạo ra ánh lửa rực rỡ trong ánh lửa hai mươi khô lâu chiến sĩ đồng loạt xông ra lao về phía mấy người của công hội Vương Triều. Sắc mặt triệu các trở nên vô cùng khó coi, sao lại có nhiều như vậy? Vừa nãy xuất hiện ba khô lâu chiến sĩ đã đủ để hắn ta kinh ngạc rồi, không ngờ lần này lại xuất hiện những 20 con. Số lượng này đã vượt quá số người của bọn họ. Kết đội, xếp trận, nên chiến, triệu các rất có kinh nghiệm, không vì vậy mà hoảng loạn. Công hội Vương Triều quả thực là ban hội dày dặn kinh nghiệm chinh chiến. Những chức nghiệp giả bên trong công hội đều đã trải qua vô số trận chiến tôi luyện, sở hữu kỹ năng phối hợp cực kỳ ưu tú. Họ nhanh chóng tập hợp. Kỵ sĩ đứng đầu tiên, chiến binh, cung thủ, pháp sư ở vị trí trung tâm, phía sau cùng là hỗ trợ. Trong mắt triệu cát, những triệu hồi vật này tuy mạnh, nhưng đội ngũ của hắn ta càng hoàn thiện hơn. Giết chết khô lâu chiến sĩ chỉ là tốn một ít thời gian mà thôi. Đội ngũ hơn chục người thu nhỏ lại thành một khối hỗ trợ nhanh chóng thêm trạng thái cho mọi người. Tăng cường sức mạnh, tăng cường sự linh hoạt, tăng cường tinh thần. Kích hoạt tốc độ, lá chắn năng lượng, linh hồn chiến binh điên cuồng. Chỉ cần là những trạng thái có thể thêm vào thì không có cái nào bị bỏ sót cả. Trước sau chỉ 30 giây, tất cả trạng thái đều được hoàn tất gia cố. Từ đó cũng thể hiện phối hợp xuất sắc của họ. Trên mặt triệu các lại lộ ra vẻ tự tin mặc dù bây giờ họ bị khô lâu chiến sĩ bao vây nhưng tình huống như vậy họ cũng không phải chưa từng gặp qua hắn ta kiên định tin tưởng người cười đến cuối cùng nhất định là mình lúc này lâm mặc ngữ giơ tay lên cúi đầu nói với vương nghĩa và những người khác phía sau mình các ngươi lui về phía sau chuyện đến nước này không ai dám không nghe lời hắn ai có thể ngờ một mình hắn có thể chống lại hơn chục người của công hội vương triều cơ chứ mọi người lập tức lùi lại trong chớp mắt đã cách xa hàng chục mét triệu các nhìn thấy tình huống này trong lòng sinh ra nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều lúc này hắn ta đột nhiên nhìn thấy trước mắt lóe lên ngọn lửa tiếp theo một cung thủ kêu lên thảm thiết sinh lực của cung thủ giảm sút nhanh chóng trong nháy mắt đã cận kề cái chết tiếp theo một đạo trị liệu thuật rơi vào người cung thủ nhanh chóng kéo hắn ta từ ranh giới tử vong trở về lâm mặt ngữ sử dụng ngọn lửa linh hồn không thể trong nháy mắt giết chết cung thủ hỗ trợ của đối phương phản ứng rất nhanh ngay lập tức trị liệu cho cung thủ nọ triệu các giật mình toát mồ hôi lạnh hắn ta nghĩ đến chức nghiệp của lâm mặc ngữ lâm mặc ngữ không chỉ là triệu hồi sư mà còn là tử linh pháp sư ngoài là triệu hồi sư hắn còn là pháp sư nữa hỗ trợ chú ý trị liệu phải nhanh đối phương có năng lực pháp thuật tấn công triệu các lớn tiếng chỉ huy khiến cho tất cả mọi người trong đội ngũ trở nên căng thẳng hơn Ai có thể ngờ, hơn chục người bọn họ lại bị một người vây giết. Tập trung tấn công một người. Lâm mặt ngửa nhìn về phía kỵ sĩ đang chống đỡ đám khô lâu chiến sĩ ở vòng ngoài cùng. Kỵ sĩ kia lúc này cũng khổ không thể tả, hắn ta phải đồng thời chịu đựng công kích của hơn 10 khô lâu chiến sĩ. Áp lực hắn ta phải chịu đựng còn lớn hơn so với chống lại bóp phó bản cấp ác mộng nữa. Mặc dù liên tục có trị liệu thuật rơi vào người hắn ta, nhưng hắn ta vẫn cảm thấy vô cùng thống khổ, cảm thấy mình bất cứ lúc nào cũng có thể chết theo mệnh lệnh của lâm mặc ngữ đau rơi vào người hắn ta càng nhiều hơn tiếp theo một khóm lửa đỏ xuất hiện trên đỉnh đầu xuất phát từ bản năng sinh tồn kỵ sĩ trong nháy mắt bắt đầu phòng thủ tối đa trên người lóe lên ánh sáng nhạt áp lực lập tức giảm đi rất nhiều tuy nhiên ngọn lửa linh hồn phớt lờ lực phòng ngự của hắn ta trực tiếp công tiếp thẳng vào linh hồn mặc dù có phòng thủ tối đa hắn ta vẫn kêu lên thảm thiết May mắn là hỗ trợ phản ứng nhanh, từng đạo trị liệu thuật không ngừng được ném vào người hắn ta. Dưới công kích liên tục không ngừng của Khô Lâu chiến sĩ, ánh sáng của phòng thủ tối đa đang nhanh chóng tiêu tán. Ban đầu ít nhất cũng có thể duy trì hơn 40 giây phòng thủ tối đa, kết quả chỉ kiên trì được 20 giây. Trong nháy mắt phòng thủ tối đa biến mất, Lâm Mặc Ngữ đưa ra mệnh lệnh mới. Sử dụng kỹ năng, đồng thời hắn lại một lần nữa sử dụng ngọn lửa linh hồn ngọn lửa linh hồn phát huy hiệu quả, khiến cho kỵ sĩ kêu lên không ngừng. Hơn chục nhát tấn công cuồng bạo đồng thời rơi vào người tên kỵ sĩ nọ. Ngay cả hỗ trợ cũng không kịp trị liệu, kỵ sĩ trong nháy mắt bị giết chết. Lỗ hổng của đội ngũ bị mở ra, sắc mặt triệu các đại biến, chạy mau, lâm mặt ngữ lắc đầu, không kịp nữa rồi. Một khô lâu chiến sĩ ném thi thể kỵ sĩ kia lên không trung. Thi thể bạo liệt, một tiếng nổ ầm ầm vang lên thi thể của kỵ sĩ kia bị kiếp nổ. Nổ tung trên không, uy lực lớn nhất. Lấy kỵ sĩ làm trung tâm, trong phạm vi 20 m đối với tất cả kẻ địch xung quanh gây ra sát thương bằng 200% HP của kỵ sĩ. Trong tất cả các chức nghiệp, sinh lực của kỵ sĩ đứng đầu bảng. Lấy sinh lực của hắn ta làm chuẩn sát thương, lại tăng thêm gấp đôi, uy lực sẽ mạnh đến mức nào. Triệu các chỉ nghe thấy ầm một tiếng, sau đó không còn nghe thấy gì nữa toàn bộ đều bị dết trong chớp mắt thi thể bạo liệt như sấm sét kinh thiên hủy diệt tất cả trên mặt đất chỉ còn lại hơn chục thi thể bị nổ tung đến nát bấy người của công hội vương triều không một ai còn sống sót đại lượng vật phẩm rơi rải rác trên mặt đất lâm mặt ngữ nhìn cũng không nhìn mà thu hết tất cả lại bùng 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 từng thi thể lần lượt bị ném lên không trung tiếng nổ liên tục vang lên Lâm Mặc Ngữ cho nổ tung tất cả thi thể. Những thi thể thực sự đã bị tiêu hủy. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Lâm Mặc Ngữ tiến vào phó bản. Cuối cùng, đám người chơi cá nhân lúc nãy mới dám tiến lại gần. Khi thi thể phát nổ, năng lượng khủng bố giống như một con dao khiến toàn thân họ đau đớn. Wow, chết hết rồi. Không giữ lại ai luôn. Đâu chỉ không giữ lại người, ngay cả thi thể cũng có giữ lại đâu mấy người hủy thi diệt tích chân chính đa số là tàn nhẫn và ít nói tiêu hủy chứng cứng này kết thù với công hội vương triều rồi công hội vương triều sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu chúng ta nên làm gì đây vương nghĩa đột nhiên đứng dậy nói mọi người với tính cách của công hội vương triều thì chắc chắn sẽ không bỏ qua nếu bị bọn họ bắt được cho dù chúng ta có nói hay không thì kết quả vẫn là một từ chết ta có một đề nghị hay là bây giờ mọi người đều rút lui đi rời khỏi thành phố Tây Hải, rời khỏi tỉnh Giang Ninh, cách xa phạm vi thế lực của công hội Vương Triều. Dù sao thì đâu chỉ có một chỗ cho chúng ta luyện cấp, công hội Vương Triều cũng không phải là thần, chưa chắc đã có thể tìm thấy chúng ta. Đề nghị của hắn ngay lập tức được mọi người chấp nhận. Như hắn đã nói, cũng cần bọn họ bị bắt, cho dù nói hay không thì kết cục cũng sẽ như nhau. Vương Nghĩa siết chặt nắm đấm, ta đi trước đây, có duyên sẽ gặp lại. Có duyên sẽ gặp lại dưới sự xúi dục của hắn mọi người đều rút lui trong chớp mắt cánh cửa của phó bản đã không còn một bóng người ngọn lửa đã bị dập tắt chỉ còn lại một vòng xoáy màu đen ở lối vào khu phó bản mỏ tây hải chậm rãi xoay tròn và phát ra âm thanh vù vù yếu ớt nguyệt quang một lần nữa thống trị khu vực này nửa giờ sau có vài người dịch chuyển ra khỏi phó bản trên mặt vương tử hạo có chút thất vọng Chuyến đi đến phó bản lần này vẫn không thể lấy được tinh hạch của vua Goblin. Lần tiếp theo vào phó bản sẽ cần 12 tiếng. Có điều hắn vẫn còn cơ hội, vẫn còn cách kỳ thi cuối năm vài ngày, ít nhất hắn có thể vào phó bản 4 lần. Này, sao không có ai vậy, đám triệu các đi đâu rồi, nhiều người chơi cá nhân thế mà đã đi đâu rồi, hình như có gì đó không đúng. Triệu các biến mất, tất cả những người chơi cá nhân khác cũng biến mất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mấy người đi cùng Vương Tử Hạo đến phó bản đều tỏ ra hoảng sợ. Tất cả bọn họ chỉ mới đến cấp 17, kinh nghiệm của bọn họ kém xa Triệu Cát và những người khác. Lúc này, bọn họ chỉ có thể xem Vương Tử Hạo là trụ cột chính, dù sao thì hắn cũng là thiếu hội trưởng của công hội Vương Triều. Nhưng Vương Tử Hạo cũng hoang mang, trên mặt đầy dấu chấm hỏi. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, hắn nói, phóng đạn tín hiệu, nếu Triệu Cát ở gần đây, chắc chắn sẽ đáp lại khi nhìn thấy nó một viên đạn tín hiệu được phóng lên không trung rồi phát nổ tạo thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ có thể nhìn thấy rõ trong bán kính mười dặm đến khi ngọn lửa tín hiệu bị tắt hoàn toàn cũng không có sự đáp lại nào điều này cho thấy triệu cát và những người khác không có ở đây vương tử hạo nhận thấy chắc chắn đám người triệu cát đã gặp phải chuyện gì đó trong thời gian mình vào phó bản nếu không thì không thể nào rời đi thế được triệu cát đã bị giết ư với sức mạnh của triệu cát và những người khác thì đó là một sự tồn tại mạnh mẽ trong khu vực này hắn không nghĩ tới phương diện này cho dù có bị giết thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết nhưng trước mặt không có gì cả không chỉ triệu cát không có ở đây những người khác cũng đã đi hết chắc chắn ở đây đã xảy ra chuyện gì đó nói không chừng bọn họ đã gặp nguy hiểm chúng ta rời khỏi nơi này trước đã trở về xem có thể liên lạc với triệu cát hay không. Không khí ở đây quá quỷ dị nên Vương Tử Hạo quyết định rời khỏi đây trước. Lâm Mặc Ngữ ở một mình trong phó bản, 64 khô lâu chiến sĩ xông pha tứ phía. Lối đánh giống hệt như lúc trước, kinh nghiệm đã tăng lên nhanh chóng. Lần này hiệu suất cao hơn lần trước, chỉ một giờ sau, Lâm Mặc Ngữ đã đi đến phần cuối phó bản. 64 khô lâu chiến sĩ vây quanh nhau, Tiếp đó là một trận bắn phá và ném bom như điên vào vua Goblin. Âm thanh tiếng sắt va vào nhau vang lên. Lâm Mặc Ngữ đã có kinh nghiệm trước đó. Bất cứ khi nào vua Goblin chuẩn bị kích hoạt kỹ năng, hắn sẽ dùng ngọn lửa linh hồn để cắt đứt. Ngọn lửa linh hồn gần như xuất hiện ngay lập tức, nhanh hơn kỹ năng của vua Goblin vài phần. Chỉ trong 30 giây, đại bóp ác mộng cấp của phó bản đã ngã xuống đất, chết trong sự tuyệt vọng tột độ. Tiêu diệt vua Goblin, kinh nghiệm cộng 4000 không, nhận được vũ khí cấp đồng, sách ma pháp của vua Goblin. Thu được tinh hạch quái vật cấp thấp. Quả nhiên lần này tinh hạch của vua Goblin không bị làm mất nữa, nó đã biến thành tinh hạch quái vật cấp thấp. Tinh hạch của vua Goblin sau 100 ngày sẽ bị mất một lần, điều này làm nổi bật sự quý giá của nó. Lâm Mặc Ngữ thấy có lẽ khi đến học viện Hạ Kinh, hắn sẽ tìm một luyện kim sư để làm tinh hạch vua Goblin thành một chiếc nhẫn vua Goblin. Loại trang sức bót này, cho dù ở chức nghiệp nào hay ở cấp độ nào thì đều rất hữu ích. Lâm Mặc Ngữ kiểm tra thuộc tính sách ma pháp của vua Goblin. Sách ma pháp của vua Goblin, cấp đồng, tinh thần cộng 10, thể chất cộng 10, sức mạnh kỹ năng pháp sư tăng 3%, có thể sử dụng sau cấp 12. Nhìn vào các thuộc tính, mặc dù không phù hợp lắm nhưng vẫn có thể sử dụng được. Cảm giác cầm quyển sách này hình như cũng hơi thú vị. Sức mạnh kỹ năng pháp sư được tăng thêm 3%, rất có ích cho ngọn lửa linh hồn và kiếp nổ thi thể nhưng nó không có tác dụng đối với khô lâu chiến sĩ. Dường như khô lâu chiến sĩ không thuộc hệ pháp thuật và là pháp sư kỹ năng. Ánh sáng thăng cấp trên người hắn vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Lâm mặt ngữ được thăng lên cấp 13 trong lúc tiêu diệt vua Goblin Vương các yêu cầu về kinh nghiệm đang bắt đầu tăng lên. Phó bản lần sau chưa chắc sẽ được thăng lên cấp 14. Muốn đạt đến cấp 15 thì phải hạ 3 lần. Dựa vào thời gian để tính thì ta có thể hạ nhiều nhất 5 lần phó bản, tối đa cũng chỉ lên được cấp 16. Kém hơn dự kiến một chút, chỉ cần tham gia kỳ thi cấp 16 ở học viện Hạ Kinh là đủ rồi. Lâm mặt ngữ rời khỏi phó bản. Bên ngoài phó bản rất yên tĩnh, yên tĩnh đến lạ thường đều đi hết rồi sao? Lâm Mặc Ngữ suy nghĩ một lúc, cơ bản đã hiểu được nguyên nhân kết quả. Rời đi có thể là lựa chọn tốt nhất cho nhóm tán nhân này. Mắt hắn không ngừng nhìn nó xung quanh. Nhanh chóng lẫn vào bóng tối rồi biến mất. Nắng ấm lên cao, mặt đất chào đón ngày thứ hai. Cuối cùng, một đội ngũ khác cũng đã đến trước cửa phó bản. Ê, sao hôm nay không có ai vậy? Trước đây đông vui lắm mà. Lạ thật, mọi người đi đâu hết rồi đội ngũ này tỏ ra không hiểu nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều bọn họ chọn độ khó bình thường rồi tiến vào phó bản sau đó lần lượt có thêm người đến cửa phó bản lại trở nên nhộn nhịp hơn khi thời gian hồi phục của phó bản đã kết thúc lâm mặc ngữ mới trở lại rồi tiến vào phó bản đúng là một kẻ kỳ quái lạnh lùng quá chẳng nói lấy một lời vật triệu hồi của hắn ngầu thật dù có hơi đáng sợ nhưng thật sự rất oai phong ngầu thì có ích gì hắn cũng chẳng thèm để ý đến chúng ta ta thấy hắn vào một mình hình như là muốn chơi một mình là lâm mặc ngữ từ xa hạ tuyết đã nhìn thấy lâm mặc ngữ đi vào phó bản một mình khô lâu chiến sĩ bên cạnh lâm mặc ngữ thật sự quá nổi bật nàng biết rõ toàn thế giới này chỉ có lâm mặc ngữ mới có vật triệu hồi như vậy tử linh pháp sư là chức nghiệp độc nhất sẽ không có người thứ hai. Ánh mắt hạ tuyết phức tạp, hắn muốn chơi một mình nhà nàng cắn chặt môi. Hôm nay nàng mới lên cấp 10 đã trực tiếp đến phó bản. Mặc dù mới cấp 10 nhưng dựa vào chức nghiệp hiếm có của nàng là pháp sư nguyên tố, nàng vẫn có thể dễ dàng tìm được đội ngũ. Phó bản mỏ Tây Hải mới chỉ là phó bản cấp 14 nên thật ra độ khó cũng không cao lắm. Đặc biệt là độ khó bình thường thì lại càng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, chơi một mình vẫn không dễ dàng gì cho lắm. Không ngờ Lâm Mặc Ngữ lại có thể chơi một mình, lại đi trước nàng một lần nữa. Trong mắt Hạ Tuyết lóe lên sự không phục, ta sẽ không thua ngươi đâu, cứ chờ mà xem. Rất nhanh sau đó, nàng cũng đã tìm được đội ngũ và tiến vào phó bản. Lâm Mặc Ngữ tiến thẳng vào phó bản cấp ác mộng. Hôm qua sau khi lên cấp, khô lâu chiến sĩ đã đạt đến 68 con. Sau đó trải qua 12 giờ thiền định, năng lực tinh thần đã hoàn toàn được phục hồi. Lâm Mặc Ngữ tiến vào phó bản và triệu hồi thêm bốn con khốc lộ trạch vi chiến sĩ nữa. Hiện tại, có tổng cộng 72 khô lâu chiến sĩ đã tạo thành một đội quân khổng lồ, hiệu quả còn cao hơn trước. Nơi khô lâu chiến sĩ đi qua không còn một ngọn cỏ. Thêm vào đó, vì Lâm Mặc Ngữ đã rất quen thuộc với phó bản rồi vậy nên tốc độ tấn công càng nhanh hơn. Chỉ sau 45 phút, Lâm Mặc Ngữ đã gặp lại người bạn cũ. Đừng ngủ nữa, mau tỉnh dậy đi. Vua Goblin tỉnh dậy trên lưỡi dao của khô lâu chiến sĩ. Khi nó đứng dậy, sinh mệnh lực cũng đã mất đi phân nữa. Miệng nó phun ra lửa, sau đó ngọn lửa linh hồn giáng xuống, đánh gãy kỹ năng của nó. Chỉ trong vòng 30 giây, vua Goblin lại một lần nữa ngã xuống trong bất lực. Giết chết vua Goblin, kinh nghiệm cộng 4.000 không nhận được vũ khí cấp đồng, cung dài của vua Goblin. Nhận được tinh hạt quái vật cấp thấp Cung dài của vua Goblin Cấp đồng, sức mạnh cộng 10 Nhanh nhẹn cộng 10 Sức mạnh kỹ năng của cung tăng 3% Có thể sử dụng sau cấp 12 Vật phẩm rơi ra vẫn như cũ Lâm mặt ngữ chỉ liếc nhìn rồi cất vào Không gian lưu trữ Ánh mắt của vua Goblin chứa đầy sự Không cam lòng và buồn bực Ánh mắt đó giống như nó biết Lâm mặt ngữ vậy Đừng buồn bực, ta sẽ đến đây thêm vài lần nữa dù sao ngươi cũng là kẻ bị giết nên bị ai giết thì cũng như nhau thôi. Hơn nữa, bị ta giết nhanh hơn, tra tấn cũng ít hơn. Thực ra ta cũng không muốn giết ngươi nhưng không còn cách nào khác, ta cũng muốn lên cấp. Lâm mặc ngữ nhẹ nhàng nói với vua Goblin, cũng không thèm quan tâm liệu nó có hiểu hay không. Không ngoài dự đoán của Lâm mặc ngữ, lần này vẫn không thể lên cấp. Còn thiếu 20% để lên cấp 14% lần sau đến đây là có thể lên cấp rồi. Lâm Mặc Ngữ rời khỏi phó bản, sau đó lại nhanh chóng rời đi chứ cũng không ở lại trong phó bản này quá lâu. Vào buổi chiều, một nhóm người của công hội Vương Triều đã đến phó bản trước. Thiếu hội trưởng Vương Tử Hạo không có mặt, những người cùng đội xuống phó bản với hắn hôm qua cũng không có mặt. Lần này, công hội Vương Triều không phải đến để xuống phó bản mà là để điều tra chuyện xảy ra ngày hôm qua. Triệu Cát đã mất tích, hơn 10 người đi cùng cũng vậy những người chơi cá nhân có mặt lúc đó cũng đã biến mất không chút dấu vết giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian lần này những người của công hội vương triều rất kiềm chế cũng không làm ra chuyện gì quá đáng ngay cả khi hỏi thăm người ta cũng rất lịch sự sau khi hỏi thăm một hồi câu trả lời nhận được đều là không biết bởi vì hôm nay tất cả mọi người có mặt ở đây đều là mới đến không biết gì về chuyện xảy ra ngày hôm qua bọn họ điều tra cả buổi nhưng không thu được kết quả gì cuối cùng bọn họ đành phải rút lui không biết bằng cách nào tin tức công hội vương triều phong tỏa phó bản đã lan truyền ra ngoài khiến cho nhiều người phản đối rất kịch liệt hôm nay hiệp hội chức nghiệp giả đã gửi cảnh cáo đến công hội vương triều nếu bọn họ tiếp tục làm như vậy hậu quả đang chờ đợi bọn họ sẽ rất nghiêm trọng phó bản là tài nguyên của toàn nhân loại không phải là thứ mà một công hội có thể tùy ý phong tỏa đừng nói là một hai ngày một tiếng đồng hồ cũng không được tại trụ sở công hội vương triều hội trưởng vương duy chỉ vào vương tử hạo mắng xối xả não của ngươi bị chó dại ăn rồi à ngươi nghĩ gì mà lại phong tỏa phó bản như vậy ngươi tưởng công hội vương triều của chúng ta có thể một tay che trời à ngươi tưởng đế quốc thần hạ và hiệp hội chức nghiệp giả là đồ chơi à ngươi muốn chết thì chết một mình đi đừng có mà kéo theo cả công hội vương triều cùng xuống nước mấy ngày này ngươi đừng đi đâu hết cứ ở lại công hội dù sao cấp của ngươi cũng không đủ, yên tâm mà chờ thi đại học đi. Vương Duy mắng Vương Tử Hạo một trận. Vương Tử Hạo cúi đầu không nói gì, mãi mới dám hỏi, vậy đám người triệu các thì sao, đã cử người đi điều tra rồi, việc này ngươi không cần quan tâm. Có thể khiến nhiều người biến mất như vậy thì thực lực của bọn họ cũng không phải là thứ ngươi có thể quản được. Vương Duy xua tay, bảo hắn đi xuống. Dù sao Vương Tử Hạo cũng đã lên cấp 16, đủ để thi vào học viện Hạ Kinh. Cho dù mấy ngày này có bị giam lỏng nên không thể lên cấp được thì cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Vào ban đêm, Lâm Mặc Ngữ tiến vào phó bản lần thứ tư. Lần này, khô lâu chiến sĩ đã tăng lên đến 76 con. Trải qua ba lần vượt ải trước đó, hắn đã nắm rõ phó bản này như lòng bàn tay. Sau khi tiến vào phó bản, trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng hoàn toàn mới. Có thể thử một chút. Nếu như có thể thực hiện được vậy thì sau này có thể áp dụng trong các phó bản khác. Nghĩ là làm, tất cả khô lâu chiến sĩ như thủy triều lao vào đường hầm mỏ. Trong đường hầm mỏ, có rất nhiều quái vật bị khô lâu chiến sĩ thu hút nhưng khô lâu chiến sĩ không giao chiến với chúng mà lại không ngừng chạy vào chỗ sâu bên trong phó bản. Thế là, đã có một cảnh tượng kỳ lạ được hình thành bên trong phó bản. Rất nhiều khô lâu chiến sĩ đã chạy trước, phía sau là vô số quái vật goblin phía sau quái vật Goblin còn có Lâm Mặc Ngữ. Lâm Mặc Ngữ cũng đang chạy theo sau đội ngũ, trên mặt còn nở một nụ cười. Sau khi khô lâu chiến sĩ đạt tới cấp đồng thì khoảng cách tối đa giữa chúng và hắn đã tăng lên 1.000m. Hắn chỉ cần duy trì trong phạm vi 1.000m là được. Dẫn theo gần trăm con quái vật trong đường hầm mỏ, hắn chạy thẳng đến chỗ vua sói mỏ. Sự xuất hiện của khô lâu chiến sĩ cũng đã đánh thức vua sói mỏ vua sói mỏ bắt đầu tấn công khô lâu chiến sĩ nhưng chúng không hề để ý đến nó cho đến khi tất cả quái vật phía sau đều đã đuổi kịp theo lệnh của lâm mặc ngữ phạm vi hoạt động của khô lâu chiến sĩ ngày càng nhỏ lại phạm vi của quái vật cũng ngày càng nhỏ những quái vật này bị tập trung lại với nhau lúc này bóng dáng của lâm mặc ngữ đã xuất hiện ở cửa đường hầm mỏ khô lâu chiến sĩ đột nhiên tấn công rồi trực tiếp giết chết luôn một con goblin canh gác mỏ sau đó, thi thể bị ném lên cao. Thi thể bạo liệt, Lâm Mặc Ngữ đã chờ đợi từ rất lâu để thi triển kỹ năng, kích nổ thi thể. Một tiếng ầm lớn vang lên. Toàn bộ hầm mỏ đều rung chuyển, vô số đá vụn rơi xuống từ vách đá. Goblin canh gác mỏ ngã xuống hàng loạt. Nơi Lâm Mặc Ngữ đứng, các thông báo lại bắt đầu hiện lên. Thông báo dày đặc, Lâm Mặc Ngữ cũng không có thời gian để xem. Rất nhiều thi thể mới đã xuất hiện, hắn liên tục thi triển kỹ năng thi thể bạo liệt, sử dụng liên tiếp 10 lần. 10 tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất của phó bản cũng đã bị bào mòn đi một lớp. Lần này, vua sói mỏ không chạy trốn về đường hầm nữa mà chết ngay trong vụ nổ thi thể. Lúc này, khi cánh cửa sắt trong đường hầm mở ra có rất nhiều sói dữ chạy ra ngoài. Bây giờ lâm mặt ngữ mới hiểu ra, hóa ra không cần vua sói mỏ chạy về gọi mà những cánh cửa này cũng sẽ tự động mở ra. Tiếp tục, kéo tất cả vào trong hầm mỏ đi. Lâm mặt ngữ ra lệnh một tiếng, khô lâu chiến sĩ lại chạy về phía hầm mỏ. Trong hầm mỏ có gì, ngoài một số quái vật goblin ra thì chỉ có vua goblin. Khô lâu chiến sĩ kéo theo hơn 100 con sói dữ chạy thẳng vào còn lâm mặt ngữ thì theo sau. Lúc này, trên người hắn đang tỏa ra ánh hào quang lên cấp. Vụ nổ quái vật hàng loạt vừa rồi đã giúp hắn đạt đến cấp 14 mà bây giờ chỉ mới có 5 phút kể từ khi hắn tiến vào phó bản. Tốc độ này quá nhanh, nhanh đến mức khó tin. Khô lâu chiến sĩ chạy dọc theo đường hầm mỏ thu hút tất cả quái vật trong hang động. Khi đến đáy hang, phía sau đội ngũ đã có hơn 200 con quái vật. Quái vật thuộc hệ Goblin, sói dữ, chen chúc nhau thành một đoàn. Vua Goblin dần tỉnh dậy, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy, ta lại đến rồi. Lâm mặt Ngữ cũng đã đi xuống. Khô Lâu chiến sĩ không chạy nữa mà bắt đầu phản công. Tấn công cuồng bạo, trên lưỡi dao ánh lên sắc đỏ rồi tung ra kỹ năng. Cùng với tiếng kêu thảm thiết đó đã có một con sói dữ biến mất trong nháy mắt. Thi thể bay lên, nổ tung trên không, thi thể bạo liệt, ầm, ầm, tiếng nổ không ngừng vang lên, gần như làm sập cả hầm mỏ. Điểm kinh nghiệm tăng lên chóng mặt. Thông báo không kịp nhìn rất nhiều vật liệu và vật phẩm đã được đưa vào ba lô vua goblin vừa tỉnh dậy thậm chí còn chưa đứng dậy trong những đợt tấn công liên tục bằng thi thể bạo liệt nó đã ngã xuống đất lần này còn thảm hơn so với những lần trước nhưng cũng chết gọn gàng hơn cho dù có đau đớn cũng chỉ trong vài giây nhìn mặt vua goblin tràn đầy sự không cam lòng lâm mặc ngữ khẽ thở dài ta sẽ lại đến đây ba lần nữa ý là ngươi còn phải chết thêm ba lần nữa. Dù sao ngươi cũng chết quen rồi, mỗi ngày đều có người đến giết ngươi mà. Giết chết vua Goblin, kinh nghiệm cộng 4000 không, nhận được vũ khí cấp đồng, pháp trượng của vua Goblin. Nhận được tinh hạch quái vật cấp thấp. Pháp trượng của vua Goblin, cấp đồng, tinh thần cộng 10, thể chất cộng 10, sức mạnh kỹ năng pháp sư tăng 3%, có thể sử dụng sau cấp 12. Nhìn vào kinh nghiệm của mình, cấp 14 60, lần sau vào đây là có thể lên cấp 15. Đến cấp 15, yêu cầu kinh nghiệm sẽ tăng lên một lần nữa. Ít nhất là tăng gấp 2 đến 3 lần. Tính theo thời gian thì có thể vào đây tối đa thêm 3 lần nữa, nếu không có gì bất ngờ thì có thể lên cấp 16. Nhưng cụ thể thì còn phải xem yêu cầu kinh nghiệm sau cấp 15 nữa. Lúc này, bên ngoài phó bản đã nhộn nhịp trở lại như bình thường. Người ít hơn trước một chút cũng đã thay đổi hàng loạt người. Lâm mặt ngữ nhìn xung quanh cũng không thấy một gương mặt quen thuộc nào cả. Hắn nghe được từ cuộc trò chuyện của những người khác rằng công hội Vương Triều đã đến đây. Rõ ràng, công hội Vương Triều cũng không thu được thông tin hữu ích nào. Lần này, Lâm mặt ngữ không rời đi mà tìm một nơi yên tĩnh để ngồi thiền định. Khô lâu chiến sĩ lại tăng thêm 4 con, số lượng đã lên đến 76 con. Mỗi con khô lâu chiến sĩ đều có chỉ số thuộc tính lên đến 4 trăm, thậm chí còn cao hơn cả vua Goblin, bóc cấp ác mộng. Nhược điểm duy nhất là kỹ năng không đủ mạnh. Không giống như vua Goblin sở hữu kỹ năng phun lửa có sức sát thương cực cao. Lâm Mặc Ngữ đang thiền định thì đột nhiên nhận được thông tin từ khô lâu chiến sĩ. Có người đang đến gần. Người lên cấp mấy rồi, nghe thấy âm thanh quen thuộc, hắn mở mắt ra thì nhìn thấy hạ tuyết trên khuôn mặt tinh xảo của hạ tuyết phủ một lớp bụi đất, trên người còn có khí tức nguyên tố đang trào dân. Rõ ràng là vừa trải qua trận chiến, nàng mới vừa từ phó bản đi ra. Nàng nhìn chầm chầm vào lâm mặt ngữ, trên mặt tràn đầy vẻ không phục. Giọng của lâm mặt ngữ rất bình tĩnh, cấp 14. Cái gì? Hạ tuyết kêu lên đầy kinh ngạc, sao ngươi có thể lên cấp nhanh như vậy? Nàng cùng đội với người khác đánh phó bản mỏ Tây Hải có độ khó bình thường kia hai lần liên tiếp, từ cấp 10 lên cấp 11. Hai lần phó bản liên tiếp nhau đã khiến nàng kiệt sức. Lâm Mặc Ngữ dù có thể cày phó bản một mình nhưng cũng không thể lên cấp nhanh như vậy. Dù thế nào thì Hạ Tuyết cũng không thể nghĩ được là Lâm Mặc Ngữ lại đánh ở độ khó ác mộng. Lâm Mặc Ngữ không tiếp tục trả lời Hạ Tuyết nữa. Ngươi muốn tin thì tin. Với sự hiểu biết của Hạ Tuyết về Lâm Mặc Ngữ, nàng biết Lâm Mặt Ngữ sẽ không nói dối. Nếu hắn nói cấp 14 thì chắc chắn là cấp 14. Sự không cam lòng trong mắt hạ tuyết càng lúc càng mãnh liệt. Cấp bậc càng cao, lên cấp càng chậm. Ngày đầu tiên ở phó bản tân thủ, nàng cấp 5, lâm mặt ngữ cấp 7. Cách nhau hai cấp. Theo lý thuyết, bây giờ khoảng cách giữa hai người phải thu hẹp lại mới đúng. Tại sao nàng mới cấp 11 mà lâm mặt ngữ đã cấp 14, ngược lại khoảng cách càng lớn hơn. Hạ Tuyết hừ một tiếng, ta sẽ không chịu thua đâu. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lâm Mặc ngữ nhìn nàng, không biết nên nói gì mới phải. Trong những năm qua, hắn luôn áp đảo Hạ Tuyết từ đầu đến cuối. Thành tích trước khi chuyển chức, hắn luôn đứng đầu còn Hạ Tuyết mãi là người đứng thứ hai. Sau khi chuyển chức, cấp bậc của hắn cũng không ngừng tăng lên, lại một lần nữa bỏ xa Hạ Tuyết lâm mặc ngữ cũng hiểu từ đầu đến cuối trong lòng hạ tuyết vẫn luôn không phục muốn tranh giành với hắn cho dù là trước khi chuyển chức hay sau khi chuyển chức đều như vậy nhưng hắn chưa bao giờ cho nàng cơ hội đột nhiên hắn nhìn thấy hạ tuyết cùng với vài người tiến vào phó bản lạ thật không phải nàng vừa mới ra ngoài sao sao nhanh như vậy mà đã vào lại rồi tại sao phó bản không có thời gian hồi chiêu lâm mặc ngữ chứng kiến một điều không thể nào tin nổi Hắn đã thử cả độ khó bình thường và độ khó ác mộng, phó bản đều có thời gian hồi chiêu. Hơn nữa, cả hai cái đều được dùng chung cho nhau. Hắn đánh xong độ khó ác mộng, trong vòng 12 tiếng cũng không thể vào độ khó bình thường. Nhưng sao Hạ Tuyết lại có thể vào nhanh như vậy? Lâm Mặc Ngữ khẳng định Hạ Tuyết vừa mới ra khỏi phó bản. Trên người nàng vẫn còn khí tức chiến đấu, nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, còn có khí tức của Vugo Berlin điều này không thể lừa được ai lâm mặc ngữ vừa thiền định vừa sai khô lâu chiến sĩ đến quan sát hai tiếng sau bóng dáng hạ tuyết lại xuất hiện ở cửa phó bản nàng đã đánh xong một lần phó bản sau khi ra khỏi phó bản hạ tuyết cũng không quên quay đầu lại nhìn lâm mặc ngữ lâm mặc ngữ nhìn thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt của nàng là loại mệt mỏi do chiến đấu liên tục gây ra tiếp theo chỉ sau mười mấy phút Hạ Tuyết lại tìm được một đội ngũ, sau đó lại một lần nữa tiến vào phó bản. Lâm Mặc Ngữ phát hiện ra rằng trước khi nàng vào phó bản, dường như đã sử dụng một đạo cụ. Lúc đó, trên người nàng có ánh sáng nhấp nháy. Lâm Mặc Ngữ đoán là đạo cụ này đã giúp Hạ Tuyết bỏ qua thời gian hồi chiêu của phó bản. Có cơ hội thì phải hỏi một chút mới được. Lâm Mặc Ngữ thầm nghĩ, sau đó lại tiến vào trạng thái thiền định. Năng lực tinh thần dần được phục hồi cấp bậc càng cao, thuộc tính năng lực tinh thần càng nổi bật. Hiện tại, năng lực tinh thần cơ bản của hắn đã lên đến 700, vượt xa các thuộc tính khác. Đây cũng là đặc điểm của chức nghiệp hệ pháp sư, năng lực tinh thần cực kỳ cao. Đổi lại là các thuộc tính khác sẽ cực kỳ thấp. Không có sự cân bằng nào cả. Mỗi chức nghiệp đều có đặc điểm riêng, Lâm mặt Ngữ vẫn chấp nhận điều đó. Vài tiếng sau, bên tai vang lên tiếng bước chân nặng nề hạ tuyết với vẻ mệt mỏi đầy mình đi đến bên cạnh lâm mặc ngữ rồi ngồi xuống cho dù không bị giới hạn bởi thời gian hồi chiêu thì nàng ta cũng không thể liên tục đánh phó bản được cơ thể không chịu nổi mệt chết ta rồi hạ tuyết không chút ngại ngần nằm bẹp xuống đất nàng không hề sợ hãi khô lâu chiến sĩ bên cạnh lâm mặc ngữ dù sao lâm mặc ngữ cũng là bạn học của nàng vậy nên không có gì phải sợ hãi nghỉ ngơi một lúc lấy lại hơi thở sau đó Hạ Tuyết cũng đã lấy lại được một chút tinh thần, bản tiểu thư đã cấp 12 rồi, sẽ sớm đuổi kịp ngươi thôi. Cấp 12, nếu đánh phó bản bình thường theo đội thì ít nhất cũng phải đánh 3 đến 4 lần mới lên được một cấp. Muốn đuổi kịp hắn, rất khó. Lâm mặt ngữ nhìn Hạ Tuyết đầy mệt mỏi, không mệt cà, Hạ Tuyết hừ một tiếng, mệt, sao mà không mệt được, bây giờ đến cả một ngón tay bản tiểu thư còn chẳng muốn động đậy nữa. Tại sao, Hạ Tuyết vô cùng khó chịu, tại sao? Ngươi còn mặt mũi hỏi ta tại sao, bị ngươi áp chế bao nhiêu năm nay, bản tiểu thư nhất định phải vượt qua ngươi. Chỉ vì cái đó thôi à?" Lâm Mặc Ngữ không ngờ sự oán hận trong lòng của Hạ Tuyết lại nặng nề như vậy, sớm biết vậy thì lúc thi thử đã nương tay một chút, để nàng cũng đạt được vị trí thứ nhất. Hạ Tuyết nhìn lên bầu trời, đương nhiên không chỉ có vậy. Ta muốn thi vào học viện Hạ Kinh, ngươi cũng muốn thi vào học viện Hạ Kinh mà nên chắc là ngươi cũng hiểu. Muốn thi vào học viện Hạ Kinh ít nhất cũng phải cấp 14, an toàn thì cấp 15, an toàn nhất là cấp 16. Còn hơn 2 ngày nữa, Lâm Mặc Ngữ cảm thấy hạ tuyết tối đa cũng chỉ có thể lên được cấp 14, muốn lên cấp 15 rất khó. Trừ khi Lâm Mặc Ngữ nhỏ giọng nói, ngươi nên đi đánh phó bản cấp ác mộng, như vậy sẽ nhanh lên cấp hơn. Ngươi nói bậy gì đấy, làm gì có đội tinh nhuệ nào dễ tìm như vậy. Những đội tinh nhuệ đó đều muốn tuyển người cấp 16, 17, ta mới cấp 12 thì ai mà thèm. Hạ tuyết lườm lâm mặt ngữ, như thể đang nói, ngươi có hiểu không vậy? Nhìn những đội tinh nhuệ ở cửa phó bản đang dơ cờ hô hào tuyển người, ngoài yêu cầu về cấp bậc và chức nghiệp, còn có yêu cầu về trang bị. Trừ khi ngươi là tu sĩ hỗ trợ thì yêu cầu có thể giảm bớt. Ngược lại, đối với chức nghiệp chuyển vận như hạ tuyết, yêu cầu lại cao nhất. Thấy lâm mặt ngữ không nói gì, hạ tuyết tự nhủ, vì vậy, ta vẫn nên đánh phó bản bình thường thêm vài lần nữa, cấp 14 chắc chắn không có vấn đề gì, cố gắng một chút thì cũng có thể lên cấp 15. Lâm mặt ngữ nghe nàng tuyết lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, ngươi vậy mà không biết à sau đó, nàng đột nhiên cười khúc khích, ngươi thế mà lại không biết, hóa ra vẫn còn có chuyện ngươi không biết. Lâm mặt ngữ không nói gì, chỉ im lặng nhìn hạ tuyết. Có gì buồn cười vậy, hắn cũng không phải là bách khoa toàn thư, có rất nhiều chuyện hắn không biết. Hạ Tuyết dường như tìm đã được thú vui, cười gian xảo, nói vài lời ngon ngọt đi rồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Mặc Ngữ quay đầu, nhắm mắt lại. Không muốn nói thì thôi, bảo hắn nói lời ngon ngọt, không thể nào. Thấy bộ dạng của Lâm Mặc Ngữ như thế, Hạ Tuyết lập tức mất hứng. Đúng là một kẻ ngốc, đến cả đùa cũng không biết. Người ta nói pháp sư đều rất linh hoạt, sao ngươi lại cứng nhắc như vậy, thật sự nghi ngờ ngươi là pháp sư giả người ta sẽ nói cho ngươi biết đó là vì ta đã dùng bùa hồi chiêu dựa vào trí nhớ lâm mặc ngữ suy nghĩ về thông tin của bùa hồi chiêu phát hiện bản thân ra không có kiến thức nào về nó cả thậm chí còn không biết bùa hồi chiêu là cái gì ở trường học hắn chưa bao giờ được học về nó hạ tuyết nói bùa hồi chiêu cấp thấp có thể loại bỏ được thời gian hồi chiêu của phó bản cho phép ngươi vào phó bản liên tục nói xong Hạ Tuyết lấy ra một đồ vật nhỏ bằng lòng bàn tay, đưa đến trước mặt Lâm Mặc Ngữ, chính là thứ này. Bù hồi chiêu nhìn sơ qua thì trông giống như viên ngọc, bề mặt tỏa ra ánh sáng lấp lánh, trên đó khắc đầy các ký hiệu huyền bí khó hiểu. Đến cả đầu ngón tay cũng tỏa ra ánh sáng nhạt. Dưới thuật dò thám, Lâm Mặc Ngữ đã nhận được quyển trục thông tin. Bù hồi chiêu sơ cấp số lần sử dụng, 7 phần 10 giới thiệu, có thể loại bỏ thời gian hồi chiêu của phó bản, chỉ có hiệu quả với phó bản từ cấp 20 trở xuống. Thì ra còn có thứ này. Lâm mặt Ngữ cảm thấy mình thật sự rất lạc hậu. Hạ Tuyết nói, nhờ dùng cái bùa hồi chiêu này ta mới có thể vào phó bản liên tục như thế, bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Nếu như có thứ này, hắn có thể đánh phó bản liên tục, cấp bậc cũng sẽ tăng lên nhanh chóng. Lâm Mặc Ngữ nhỏ giọng hỏi, thứ này đắt không? Hạ Tuyết nói, ta cũng không biết nữa, cha cho ta bảo ta dùng. Nhưng chắc là rất đắt, lúc đó nhìn vẻ mặt cha ta dường như có hơi đau lòng. Gia đình Hạ Tuyết rất giàu có, điều kiện gia đình rất tốt. Nhà họ Hạ ở Tây Hải nổi tiếng khắp toàn bộ tỉnh Giang Ninh. Đến nhà họ còn cảm thấy đắt, rõ ràng là thứ này rất có giá trị. Sau khi phân tích một chút, Lâm Mặc Ngữ đã không còn ý định đi tìm một cái bùa hồi chiêu nữa. Hạ Tuyết nói, còn hai ngày nữa, ta sẽ dùng hết 7 lần đặt lại thời gian hồi chiêu của phó bản. Thêm thời gian hồi chiêu của ta, ít nhất ta còn phải đánh thêm 9 lần phó bản nữa, thế thì đảm bảo rằng ta có thể lên được cấp 15. Trời ơi, bản tiểu thư sẽ mệt chết mất. Vẻ mặt hạ tuyết tràn đầy lo lắng, nhìn qua thì như đã lấy lại được một phần dáng vẻ của độ tuổi này. Không còn là tiểu thư kiêu căng như trước nữa. Lâm mặt ngữ suy nghĩ một chút, ta có thể dẫn ngươi đi đánh phó bản, đảm bảo ngươi có thể lên cấp 15 mà ngươi cũng chẳng cần phải động tay. Mắt hạ tuyết sáng lên, sao nàng lại quên mất, bên cạnh mình còn có một kẻ có thể chơi một mình trong phó bản. Nếu đi đánh phó bản cùng lâm mặt ngữ, nàng không cần phải động tay. Hơn nữa, khi hai người đánh cùng nhau, kinh nghiệm sẽ nhiều hơn ba người. Không cần phải mệt mỏi, kinh nghiệm lại nhiều, đây là chuyện vô cùng tốt. Vấn đề duy nhất là, vậy thì sẽ không thể đuổi kịp tên này về cấp bậc được nhưng nếu không đi đánh cùng hắn, liệu có thể đuổi kịp không? Hạ Tuyết không chắc chắn. Sau khi suy nghĩ, Hạ Tuyết đã đưa ra quyết định. Tạm thời không thể đuổi kịp về cấp bậc thì thôi vậy, trước tiên phải đảm bảo có thể vào học viện Hạ Kinh đã. Dù sao con đường chức nghiệp cũng mới chỉ bắt đầu, tương lai còn dài, sớm muộn gì cũng có ngày đuổi kịp. Được, ta đồng ý, ngươi dẫn ta đi đánh phó bản, ta sẽ chia bùa hồi chiêu cho ngươi dùng cùng lâm mặc ngữ biết hạ tuyết chắc chắn sẽ đồng ý chỉ cần không quá ngu ngốc thì sẽ không từ chối như vậy hắn cũng có thể đánh phó bản thêm vài lần nữa mặc dù mỗi lần kinh nghiệm ít hơn nhiều nhưng đánh nhiều lần thực chất lại thu hoạch được nhiều hơn đây là kết quả đôi bên cùng có lợi hạ tuyết nói vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa chúng ta cùng vào phó bản đi lâm mặc ngữ không động đậy còn hai tiếng nữa thời gian hồi chiêu của ta sẽ kết thúc còn hai tiếng nữa mà dùng bùa hồi chiêu để đặt lại cơ hội thì không đáng hạ tuyết không ngốc chuyện này cũng đã được tính toán rất rõ ràng vậy thì đợi hai tiếng bản tiểu thư ngủ một lát xong rồi gọi ta nói xong nàng nằm xuống ngủ không bao lâu đã ngủ thiếp đi ngủ ngoài trời như vậy mà không phòng bị thì rất nguy hiểm nhưng hạ tuyết lại ngủ rất ngon bởi vì bên cạnh có lâm mặc ngữ dù có không phục lâm mặc ngữ thế nào đi nữa nhưng nàng rất hiểu tính cách của hắn hoàn toàn có thể yên tâm. Hạ tuyết co người lại, ngủ rất ngon, khóe miệng còn nở nụ cười. Lâm mặt ngữ ra lệnh cho khô lâu chiến sĩ bảo vệ, sau đó tiếp tục thiền định, khôi phục năng lực tinh thần. Hai tiếng sau, thời gian hồi chiêu phó bản của Lâm mặt ngữ cũng kết thúc. Dậy đi. Lâm mặt ngữ gọi Hạ tuyết dậy. Hạ tuyết vẫn còn buồn ngủ, nhanh vậy. Hạ tuyết đứng dậy, duỗi người, lộ ra phần eo thon thả. Lúc này, nàng vô tư thể hiện vẻ đẹp của mình. Hạ tuyết trông khá cao ráo, cao khoảng 1,7 m thân hình cũng rất gợi cảm. Lâm mặt ngữ cao 1,8 m nhìn thì có vẻ chỉ thấp hơn một chút. Hai người đứng cạnh nhau như một cặp trời sinh. Chỉ có khô lâu chiến sĩ bên cạnh hơi phá vỡ khung cảnh. Ngủ hai tiếng, tinh thần của Hạ Tuyết đã phục hồi khá nhiều cũng giảm đi phần lớn sự mệt mỏi. Hai người lập đội, Lâm Mặc Ngữ làm đội trưởng rồi cùng đi đến cửa phó bản. Hạ Tuyết sử dụng bùa hồi chiêu, khiến thời gian hồi chiêu của phó bản biến mất. Một luồng ánh sáng nhấp nháy trên người nàng, Hạ Tuyết gật đầu với Lâm Mặc Ngữ, "Được rồi, vào thôi." Lâm Mặc Ngữ mở phó bản, sau đó chọn độ khó cấp ác mộng. Sắc mặt Hạ Tuyết trở nên tái mét, "Có phải là ngươi chọn nhầm rồi không?" Lời chưa dứt, hai người đã biến mất ở cửa phó bản khí tức nặng nề và bức bối khiến hạ tuyết cảm thấy khó thở nhìn những con quái vật đáng sợ đi lại trong căn phòng sau cánh cửa sắt lớn đôi chân thon dài của nàng như muốn nhũn ra dưới thuật dò thám thuộc tính của quái vật tinh nhuệ đã được cường hóa hiện ra rất rõ ràng cho dù là thuộc tính hay hình dáng thì chúng vẫn hoàn toàn khác biệt so với quái vật trong phó bản cấp độ bình thường hạ tuyết kinh hãi nhìn lâm mặc ngữ đây là độ khó cấp ác mộng đấy có phải người chọn nhầm không lâm mặc ngữ không hề hay biết gì không nhầm không nhầm chẳng lẽ tên này muốn đi đánh phó bản cấp ác mộng chỉ với hai người bọn họ à chỉ mới nhìn vào thuộc tính kinh khủng của quái vật hạ tuyết đã cảm thấy răng mình va lập cập vào nhau rồi ngươi điên rồi à chúng ta sẽ chết đấy hạ tuyết hét lên lâm mặc ngữ không trả lời nàng cũng không quan tâm đến tâm trạng của hạ tuyết vào lúc này nữa lát nữa ngươi cứ chạy theo ta cái gì chạy cái gì Hạ Tuyết chưa kịp phản ứng lại, con quái vật tinh nhuệ đáng sợ được cường hóa kia đã chú ý đến nàng. Hạ Tuyết cảm thấy sợ hãi cái chết. Nếu không phải do sợ bị Lâm Mặc Ngữ cười nhạo thì bây giờ nàng đã muốn chạy ra khỏi phó bản rồi. Rất nhiều khô lâu chiến sĩ xuất hiện trong phòng. Lâm Mặc Ngữ vừa thả khô lâu chiến sĩ, vừa triệu hồi thêm khô lâu chiến sĩ mới. Chỉ trong chớp mắt, cả nửa căn phòng đã chật ních với 80 khô lâu chiến sĩ sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của hạ tuyết lâm mặc ngữ mở cửa phó bản khô lâu chiến sĩ như một đội quân xuất chinh điên cuồng lao vào đường hầm mỏ chuyện này lâm mặc ngữ đã làm quen tay rồi sau cánh cửa sắt quái vật tinh nhuệ đã được cường hóa đang đuổi theo khô lâu chiến sĩ trong nháy mắt cũng đã biến mất đi theo ta lâm mặc ngữ bắt đầu chạy hạ tuyết ngây người đây là chuyện gì vậy phó bản còn có thể chơi như vậy sao, nhanh lên, ngươi sợ rồi à, giọng nói của lâm mặt ngữ truyền đến từ bên trong đường hầm. Hạ tuyết dậm chân, bản tiểu thư không sợ, ta sẽ không thua ngươi đâu. Trong lòng dâng lên cảm giác không phục, nàng nhanh chóng đuổi theo lâm mặt ngữ. Một đội quân quái vật hùng mạnh tiến vào bên trong phó bản. Khô lâu chiến sĩ chạy ở phía trước, phía sau là một đoàn quái vật tinh nhuệ được cường hóa. Cuối cùng là lâm mặt ngữ và hạ tuyết. Hạ Tuyết vừa chạy vừa hỏi, ngươi định làm gì vậy? Lâm Mặc Ngữ bình thản đáp, đánh phó bản. Câu trả lời đương nhiên, Hạ Tuyết không nói gì. Chạy qua đường hầm mỏ thật dài, bọn họ nhìn thấy thủ lĩnh vua sói mỏ. Vua sói mỏ cấp ác mộng không chỉ lớn hơn vua sói mỏ cấp bình thường một vòng. Hạ Tuyết không cần dùng thuật dò thám cũng có thể biết được con quái này cực kỳ đáng sợ. Lúc này, khô lâu chiến sĩ đã chạy đến trước mặt nó vua sói mỏ liên tục tấn công khô lâu chiến sĩ còn chúng chỉ tiếp tục chạy chứ không hề phản công. Sao không phản công vậy? Hạ tuyết ngạc nhiên trước sự chịu đựng của khô lâu chiến sĩ, đồng thời cũng cảm thấy kỳ lạ. Lâm mặt ngữ chỉ huy khô lâu chiến sĩ, nhanh lên. Khi tất cả quái vật ở phía sau đều đã đuổi kịp đến thì đột nhiên có vài khô lâu chiến sĩ thi triển kỹ năng cùng một lúc. Trong nháy mắt, chúng giết chết một con quái vật tinh nhuệ được cường hóa. Sau đó, thi thể của con quái vật tinh nhuệ được cường hóa đó đã bị ném lên không trung cùng lúc đó lâm mặc ngữ cũng giơ tay lên thi thể bạo liệt nổ tung trên không một tiếng ầm lớn vang lên tiếng động khủng khiếp ấy khiến hạ tuyết giật mình một cái kinh nghiệm tăng lên chóng mặt các thông báo liên tục nhảy ra gần như trong nháy mắt kinh nghiệm của hạ tuyết đã tăng lên 30%. hạ tuyết há hốc mồm còn có thể đánh phó bản như vậy sao đây là thao tác gì vậy ầm ầm lại là những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên. Con vua sói mỏ mà nàng cho là vô cùng đáng sợ kia đang rên rỉ rồi ngã xuống đất. Chết rồi. Giết dễ dàng như vậy sao? Nàng còn nhớ rất rõ, khi ba người họ gặp vua sói mỏ ở độ khó bình thường, mỗi người đều được phân công nhiệm vụ. Các loại chiến thuật, các loại phương pháp chiến đấu đều phải được sắp xếp chu đáo rồi mới dám ra tay. Sau hơn 20 phút chiến đấu, vất vả lắm bọn họ mới tiêu diệt được nó. Bây giờ, trước mặt lâm mặt ngữ nó lại bị dết trong nháy mắt toàn thân hạ tuyết tê cứng nàng nhận ra đây không phải là độ khó bình thường mà là phó bản cấp ác mộng cùng một thủ lĩnh mà cấp ác mộng khó hơn cấp độ bình thường gấp mấy lần thế nhưng trước mặt lâm mặt ngữ nó lại bị dết trong nháy mắt cảm giác tê cứng từ chân lan lên đỉnh đầu toàn thân hạ tuyết như bị điện giật đang không ngừng run rẩy đây là đánh phó bản sao đây giống như đi dạo trong vườn nhà mình vậy. Lâm mặt ngữ không để ý đến vẻ mặt của nàng, vẫy tay, đi thôi. Khô lâu chiến sĩ đã lao vào đường hầm, chạy xuống phía dưới mỏ. Lúc này, hạ tuyết mới tỉnh táo lại, vội vàng đuổi theo. Ngươi toàn chơi phó bản cấp ác mộng một mình à, thật khó để hỏi vấn đề này. Nếu không tận mắt chứng kiến thì hạ tuyết sẽ không bao giờ tin. Đừng nói là ai, Ai mà tin được có người mới cấp mười mấy lại có thể chơi phó bản cấp ác mộng một mình chứ? Nhìn chung trong lịch sử thì chưa có ai làm được điều đó. Vẻ mặt lâm mặt ngữ bình tĩnh, đúng vậy. Hạ tuyết tiếp tục hỏi, bắt đầu từ cấp 10 à, đúng. Nhận được câu trả lời khẳng định từ miệng lâm mặt ngữ. Hạ tuyết cuối cùng cũng hiểu tại sao lâm mặt ngữ lên cấp nhanh như vậy. Khi nàng vừa rời khỏi phó bản tân thủ, có lẽ Lâm Mặt Ngữ đã một mình đánh vào phó bản mỏ Tây Hải rồi. Hơn nữa, còn là độ khó cấp ác mộng. Nếu như không phải bị giới hạn bởi thời gian hồi chiêu, có lẽ bây giờ Lâm Mặt Ngữ đã lên cấp 20 rồi. Hiệu suất này, nhanh quá đi mất. Từ khi vào phó bản đến giờ cũng chỉ mới khoảng 10 phút, vậy mà đã sắp gặp bóp cuối cùng. Mà trước đây khi nàng đánh phó bản cấp độ bình thường cùng với người khác, ít nhất cũng phải mất hơn một tiếng mới đến được đây vua Goblin khổng lồ toát ra khí thế áp đảo vô cùng mạnh mẽ. Sau đó, khô lâu chiến sĩ cùng với một đoàn quái vật, sói dữ như ông bắp cày lao lên. Cùng với hơn 10 tiếng nổ vang trời, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh. Lâm mặt ngữ tỏa ra ánh hào quang lên cấp. Lần thứ hai trải qua cảnh tượng như vậy, ngay cả bóc cuối cùng cũng bị giết ngay lập tức. Toàn thân hạ tuyết đã hoàn toàn chết lặng nàng thậm chí còn nghi ngờ vua Goblin có phải là con trai ruột của Lâm Mặt Ngữ hay không mà tới tặng không kinh nghiệm. Nhìn thấy ánh sáng thăng cấp trên người Lâm Mặt Ngữ, nàng kêu lên, ngươi lại thăng cấp hả? Lên cấp 15 rồi sao, Lâm Mặc Ngữ ừ một tiếng, quả thật là cấp 15 rồi. Vẻ mặt của Hạ Tuyết buồn bã, nàng ta vẫn còn thiếu 30% kinh nghiệm mới đạt cấp 13. Lần này lại càng chênh lệch so với Lâm Mặt Ngữ rồi. Thật sự không phục mà. Giết vua Goblin, kinh nghiệm cộng 2 năm 000, thu được vũ khí cấp đồng, trường kiếm của vua Goblin. Thu được tinh hạch của quái vật cấp thấp. Nhìn thấy tin tức gợi ý, hạ tuyết thở dài, đáng tiếc không phải phát trượng. Lâm mặt ngữ hỏi, ngươi muốn pháp trượng à, hạ tuyết ừ một tiếng, đúng vậy, pháp trượng của vua Goblin là vũ khí tốt nhất dành cho pháp sư trước cấp 20. Mặc dù ta có thể đến sàn giao dịch mua nhưng ta phải xin tiền của cha ta, ta không muốn xin tiền ông ấy. Đột nhiên, một bóng đen bay về phía nàng, Hạ Tuyết vô thức đưa tay ra đỡ lấy. Pháp trượng của vua Goblin, đây không phải là pháp trượng nàng muốn hay sao? Lâm Mặc ngữ từ tốn nói, cho ngươi đó. Chỉ là một cây pháp trượng thôi mà, không là gì cả. Hạ Tuyết sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau mới lên tiếng, cảm ơn. Sau đó, nàng nghi ngờ hỏi, tại sao ngươi không tự mình dùng? lâm mặc ngữ lấy sách ma pháp của vua gobelin ra nói ta dùng cái này sách ma pháp và pháp trượng đều là vũ khí của hệ pháp sư nhưng hầu hết các pháp sư đều chọn dùng pháp trượng suy cho cùng ngoài việc phô trương thanh thế thì có những lúc pháp trượng còn dùng để đỡ đòn và thực hiện những đòn tấn công vật lý đơn giản sách ma pháp không có cái tính năng này nếu để so sánh với nhau thì pháp trượng càng thực dụng hơn đây là kinh nghiệm mà mọi người đúc kết ra được hạ tuyết không hiểu nhưng mà pháp trượng thực dụng hơn so với sách ma pháp mà lâm mặc ngữ lắc đầu ta không thích pháp trượng lý do này khiến hạ tuyết không thể phản bác lại hóa ra là vì lý do này nghĩ cũng đúng hơn nữa từ đầu đến cuối nàng hoàn toàn chưa nhìn thấy lâm mặc ngữ lấy sách ma pháp ra có lẽ là do giá trị sách ma pháp không lớn nên hắn không xem trọng cho lắm lâm mặc ngữ không biết ý nghĩ trong lòng của hạ tuyết hắn đang kiểm tra những thay đổi thuộc tính sau khi được nâng cấp của mình tên, lâm mặt ngữ chức nghiệp, tử linh pháp sư độc nhất, cấp độ 15 800, sức mạnh 200, linh hoạt 200, tinh thần 800, cộng 20, thể chất 200, cộng 20, trang bị sách ma pháp của vua Goblin áo tràng tri thức, không gian triệu hồi 84 phần 105 khô lâu chiến sĩ, số lượng 84, thiên phú tăng cường toàn diện, cấp 2, độc nhất, kỹ năng bị động, chuyển giao sát thương. Kỹ năng chủ động, ngọn lửa linh hồn, cấp 15, triệu hồi khô lâu chiến sĩ, cấp 15, bạo liệt thi thể, cấp 1, tăng cường toàn diện, cấp 2 hiệu quả của tất cả các kỹ năng được tăng thêm 20 lần. Chuyển giao sát thương, tất cả các sát thương mà bản thân thuật sĩ phải chịu đều do vật thể triệu hồi gánh chịu. Ngọn lửa linh hồn, cấp 15 đốt cháy linh hồn của mục tiêu, gây sát thương bỏng rác, quy lực được quyết định bởi sức mạnh tinh thần và cấp độ kỹ năng của chính người đó. Triệu hồi khô lâu chiến sĩ, cấp 15 triệu hồi khô lâu chiến sĩ cấp đồng. Bạo liệt thi thể, cấp 1, kiếp nổ thi thể, gây sát thương 10% sinh mệnh thi thể đối với kẻ địch trong phạm vi 1 mét. Cuối cùng cũng đạt tới cấp 15, cơ hội tiến vào học viện hạ kinh lớn hơn rất nhiều. Tốt nhất là có thể đạt tới cấp 16, nếu như thật sự không thể đạt tới thì có lẽ cũng không phải vấn đề gì lớn. Sau khi đạt cấp 15, tốc độ gia tăng kinh nghiệm sẽ chậm lại. Vốn Dĩ Lâm Mặc Ngữ dự kiến kinh nghiệm của mình có thể tăng lên khoảng 12% nhưng hóa ra chỉ có 8%. Tuy rằng là một tổ hai người hợp tác nhưng Hạ Tuyết cũng lấy đi một phần kinh nghiệm. Nhưng thật sự đã chậm đi rất nhiều. Trong lòng Lâm Mặc Ngữ tính toán lại một chút, bù hồi chiêu sơ cấp của Hạ Tuyết còn có thể giúp bọn họ vượt qua liên tiếp ba lượt phó bản. Với tốc độ của hắn, vượt qua ba lượt phó bản cùng lắm cũng chỉ mất nửa giờ. Cuối cùng sẽ có thêm thời gian dành cho hai giai đoạn hồi chiêu tự nhiên. Cũng không phải là không có khả năng vượt qua năm lần phó bản. Tất nhiên, hai lần cuối cùng nhất định phải mang theo Hạ Tuyết. Lâm Mặc Ngữ không thể làm được chuyện ngay từ đầu đã dẫn theo nhưng về sau lại bỏ mặt như thế được một tổ hai người vượt năm lần, có lẽ đã đủ để bản thân tăng lên cấp 16 rồi. Nhìn vua Goblin ngã trên mặt đất, Lâm mặt ngữ từ tốn nói, thật ngại quá, có lẽ còn phải giết ngươi thêm năm lần nữa. Nhìn thấy Lâm mặt ngữ nói chuyện với vua Goblin, Hạ Tuyết cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Sao ngươi lại nói chuyện cùng bót, nó cũng có hiểu đâu, Lâm mặt ngữ nhẹ nhàng nói, ta chỉ muốn nói thôi, nó có nghe hiểu hay không cũng không quan trọng. Hạ Tuyết lại càng cảm thấy kỳ lạ. Thế sao ngươi lại nói như thế? Lâm Mặc Ngữ không trả lời câu hỏi của Hạ Tuyết. Không biết tại sao, khi Hạ Tuyết nhớ lại cảnh lúc nãy Lâm Mặc Ngữ nói thật ngại quá với Bót, đột nhiên cảm thấy Lâm Mặc Ngữ có chút đáng yêu. Thử hỏi ai có thể nghiêm túc nói thật ngại quá với Bót như vậy chứ? Phó bản không phải dùng để vượt qua hay sao? Bót không phải dùng để giết hay sao? Tuy rằng Bót trong phó bản cao cấp bị giết vô số lần nhưng cũng có vô số chức nghiệp giả chết dưới tay chúng có gì để nói thật ngại quá chứ thật là một người kỳ lạ nhưng cũng có chút đáng yêu hạ tuyết đột nhiên cười lớn lâm mặc ngọc nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ ra ngoài đi chúng ta tiếp tục được thôi chúng ta tiếp tục sau khi rời khỏi phó bản hạ tuyết lập tức sử dụng bù hồi chiêu sơ cấp chỉ sau mười mấy giây hai người lại tiến vào phó bản mỏ tây hải cấp ác mộng lần thứ hai tiến vào hạ tuyết như biến thành một người khác khi chạy trốn cùng lâm mặt ngữ, toàn thân nàng đều trong trạng thái phấn khích. Vẻ mặt hưng phấn kích động kia khiến lâm mặt ngữ cảm thấy kỳ lạ. Có nhất thiết phải kích động thế không? Không phải chỉ là kéo một đàn quái vật và nổ tung một đàn quái vật thôi sao? Chỉ là một phó bản sơ cấp mà thôi, không đến nổi thế chứ, ánh mắt kỳ lạ của hắn cũng bị hạ tuyết bắt gặp. Tính tình đại tiểu thư của hạ tuyết cũng bộc lộ ra, nhìn gì mà nhìn chứ? Chưa thấy người đẹp bao giờ sao, lâm mặc ngữ thấy rồi chứ còn thấy rất nhiều năm rồi cơ phải nói rằng thật sự rất xinh đẹp so sánh hạ tuyết với ninh y thì mỗi người một vẻ khó phân cao thấp một người nhỏ nhắn đáng yêu một người cao ráo kiêu ngạo mỗi người đều có ưu điểm riêng của mình nhưng đối với điều này lâm mặc ngữ không có cảm giác gì ninh y là bạn bè của hắn hạ tuyết là bạn cùng lớp của hắn mười phút sau bất cấp ác mộng, vua Goblin lại ngã xuống trước mặt Lâm Mặt Ngữ. Ánh mắt không cam lòng kia và cái chết đau khổ, Lâm Mặt Ngữ nhẹ giọng nói, vẫn còn bốn lần nữa. Hai người liên tục vượt qua bốn lần phó bản, mỗi lần đều mất chưa đến một giờ. Hạ tuyết sử dụng hết sạch bùa hồi chiêu. Bùa hồi chiêu mất đi ánh sáng, nó trở nên ảm đạm. Trông không khác gì một cục đá thông thường cả. Chỉ khi nhìn thật kỹ mới có thể mơ hồ nhìn thấy một ít phù văn. Hạ Tuyết thu hồi Bùa Hồi Chiêu, Bùa Hồi Chiêu phải mang đi bổ sung năng lượng rồi. Bùa Hồi Chiêu không phải vật dụng chỉ sử dụng được một lần. Sau khi sử dụng hết số lần cần phải mang đi bổ sung năng lượng. Có điều theo lời của Hạ Tuyết thì quá trình bổ sung năng lượng này rất phức tạp, phải có luyện kim sư cao cấp mới có thể hoàn thành được. Về phần mức độ cao cấp như thế nào thì nàng cũng không biết. Sau khi vượt qua 4 lần phó bản, Hạ Tuyết đã đạt đến cấp 14 kinh nghiệm 20%. Nếu vượt thêm hai lần nữa chắc chắn sẽ đạt cấp 15. Mà Lâm Mặc Ngữ lần này vẫn dậm chân ở cấp 15, kinh nghiệm đạt đến 85%. Sau cấp 15, nếu một tổ hai người vượt thêm một lần phó bản thì chỉ có thể tăng 26% kinh nghiệm. Quả thật hiệu suất chậm hơn gấp mấy lần. Vẫn còn một ngày rưỡi trước kỳ thi học kỳ, vẫn đủ cho họ vượt qua thêm hai lần phó bản nữa. Vẻ mặt hạ tuyết phấn khích, có thể đạt cấp 15 trước kỳ thi học kỳ thì ta chắc chắn có thể vào học viện Hạ Kinh rồi. Lâm Ngốc, có phải ngươi cũng sắp thăng cấp rồi hay không? Lâm Mặc Ngữ gật đầu, sắp rồi. Hạ Tuyết tạm thời không nghĩ đến việc so sánh mình với Lâm Mặc Ngữ nữa, đến lúc đó, ngươi cấp 16, ta cấp 15, năm nay thành phố Tây Hải chúng ta sẽ có hai người được nhận vào học viện Hạ Kinh, xem chừng hiệu trưởng Lục Nằm Mơ cũng có thể cười đến mức tỉnh lại đó có học sinh thi đổ học viện Hạ Kinh chính là một vinh dự lớn đối với hiệu trưởng của một trường trung học. Ai cũng biết muốn vào học viện Hạ Kinh khó đến mức nào. Chỉ có đứa con kiêu hãnh của trời mới có thể thi đổ học viện Hạ Kinh. Cũng chỉ khi được nhận vào học viện Hạ Kinh mới có thể trở thành đứa con kiêu hãnh của trời. Mỗi năm, học viện Hạ Kinh chỉ tuyển 1.000 người, là 1.000 người trong toàn bộ đế quốc thần Hạ. Hơn nữa, hạng ngạch này đa số đều bị một số gia tộc lớn từ các thành phố lớn chiếm giữ. Người ở các thành phố nhỏ rất khó để cạnh tranh cùng với thiên tài từ các gia tộc lớn này. Năm ngoái, Lâm Mặc Hàm trúng tuyển vào Học viện Hạ Kinh, Lục Vân đã ăn mừng mấy ngày liền. Mấy năm trước, Tô Thiên Tinh được nhận vào Học viện Hạ Kinh, được coi như là một thiên tài, việc này đến bây giờ vẫn được Lục Vân nhắc đi nhắc lại. Nói tóm lại, trúng tuyển Học viện Hạ Kinh chính là một chuyện hết sức vinh dự hai người tìm một chỗ ngồi dưới đất đã dùng hết sạch bùa hồi chiêu chỉ còn cách đợi thời gian hồi chiêu của phó bản này kết thúc hạ tuyết nói lâm ngốc ngươi có muốn thử cảm giác đạt được vị trí thủ khoa hay không lâm mặc ngữ quay đầu hỏi thủ khoa toàn tỉnh nhà ừ hạ tuyết nói nếu như ngươi có thể trở thành thủ khoa toàn tỉnh thì có thể đạt được rất nhiều điểm tích lũy ở trong học viện hà kinh điểm tích lũy rất có ích quan trọng nhất là ngươi sẽ có cơ hội được tham gia học viện sáng thần Lâm Mặc Ngữ nhớ tới lời nói của Ninh Y, trong học viện Hạ Kinh thì điểm tích lũy còn quan trọng hơn tiền vàng. Hơn nữa Ninh Y cũng nhắc tới học viện Sáng Thần. Người có biết gì về học viện Sáng Thần hay không? Lâm Mặc Ngữ hy vọng có thể biết thêm một chút tin tức từ Hạ Tuyết về học viện Sáng Thần. Ninh Y chỉ đề cập đến mà không đi sâu vào chi tiết. Còn nói cái gì mà đợi hắn vào được học viện Hạ Kinh thì tự nhiên sẽ biết. Hạ Tuyết co chân lại, cụ thể như thế nào thì ta không biết rõ ta chỉ nghe cha ta nói qua học viện sáng thần có lẽ là học viện mạnh nhất trong đế quốc thần hạ chúng ta nếu học viện hạ kinh tiếp nhận tất cả những đứa con kiêu hãnh của trời ưu tú thì người trong học viện sáng thần đều là những người đứng đầu trong số những đứa con kiêu hãnh của trời cha ta nói vào học viện sáng thần rất khó khăn nói ta gần như là không có cơ hội này nhưng mà ta cảm thấy ngươi có cơ hội này vậy nên có thể thử một chút Nghe nói trước đây đàn anh Tô Thiên Tinh đã vào được học viện sáng thần, là người duy nhất trong thành phố Tây Hải chúng ta. Hạ Tuyết nhìn Lâm Mặc Ngữ bằng đôi mắt sáng ngời, nàng thực sự cảm thấy Lâm Mặc Ngữ có cơ hội. Lâm Mặc Ngữ đã sử dụng phương pháp trước đây chưa từng có để dẫn nàng ta vượt qua phó bản cấp ác mộng. Điều này đã thay đổi triệt để nhận thức của nàng ta. Hiện giờ, nàng ta hoàn toàn không thể so sánh chức nghiệp của mình với Lâm Mặc Ngữ được nữa rồi. Nếu như có cơ hội thì ta sẽ đi thử một chút." Lâm Mặc Ngữ thì thầm, hắn nhất định phải vào học viện Hạ Kinh vì chị gái của hắn đang ở đó. Nếu như có cơ hội hắn cũng muốn đi xem thử học viện sáng thần như thế nào. Đôi mắt Hạ Tuyết đột nhiên sáng lên, cô chỉ vào cửa phó bản nói, "Đó không phải là Cao Dương sao?" Quả nhiên là Cao Dương, hắn đang ở cửa của phó bản, hình như đang tìm đội. Hạ Tuyết ném thuật dò thám qua đó, mỉm cười nói: Nhìn không ra đó, vậy mà tên ngốc này đã cấp 11 rồi. Chỉ đáng tiếc hắn lại là kỵ sĩ, rất khó để tìm đội. Vượt qua phó bản cần có kỵ sĩ, hơn nữa còn phải là một kỵ sĩ có cấp độ nhất định. Vốn dĩ kỵ sĩ cấp 11 không thể xử lý được quái vật ở trong phó bản. Cho dù có là phó bản độ khó cấp phổ thông, tối thiểu cũng cần phải là kỵ sĩ cấp 13. Quả nhiên, Cao Dương tìm một vòng rồi cũng không thể tìm được đội khuôn mặt hắn đầy vẻ thất vọng. Lâm Mặc Ngữ nói, dẫn theo hắn đi. Hạ Tuyết cười nói, ta không có ý kiến. Hạ Tuyết gọi Cao Dương đến. Trong mắt Cao Dương xoay chuyển cực nhanh, hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý, hai người các ngươi, Hạ Tuyết lạnh lùng nói, tâm cái miệng thối tha của ngươi lại, nếu không bản tiểu thư sẽ xé nát ngươi. Hạ Tuyết nổi tiếng là người kiêu ngạo. Chỉ có lúc ở cùng Lâm Mặc Ngữ thì nàng mới kiềm chế một chút dù sao lâm mặt ngữ càng lạnh lùng hơn, nếu như nàng còn kiêu ngạo nữa thì hai người khỏi cần nói chuyện nữa. Lúc này đối mặt với Cao Dương mới có thể thấy rõ tính tình đại tiểu thư của nàng. Cao Dương bị dọa cho giật mình, sờ sờ đầu nói, đùa thôi, đùa thôi mà, đừng coi là thật. Hạ Tuyết nói, đừng tìm đội nữa, chờ thời gian hồi chiêu của bọn ta kết thúc, sẽ dẫn ngươi vượt phó bản. Trước khi thi học kỳ, việc ngươi đạt cấp 12 là không thành vấn đề. Cao Dương hưng phấn gào lên, thật sao, hai người thật sự là đại ân nhân của ta. Hai người không biết đó thôi, trường mà ta muốn theo học phải đạt cấp 12 mới nắm chắc cơ hội. Đúng là người tốt mà. Vẻ mặt của Cao Dương vô cùng khoa trương. Hạ tuyết cao mày nói, nếu như ngươi còn tái phạm thì sẽ không dẫn theo ngươi nữa. Cao Dương lập tức đầu hàng, trở nên nghiêm túc, hạ đại tiểu thư yên tâm, ta chắc chắn sẽ thành thật. Ngài chỉ đông ta không dám đi nam, ngài chỉ bắt ta không dám đi đông. Hạ tuyết hừ một tiếng, một quả cầu lửa xuất hiện trong lòng bàn tay, nói linh tinh cái gì vậy? Câm miệng. Nếu Cao Dương dám nói thêm lời nào nữa thì nàng sẽ đập quả cầu lửa này lên mặt hắn. Cao Dương thức thời im miệng, tiểu nhân tuân mệnh, chỉ là không biết thời gian hồi chiêu của hai vị còn bao lâu thế, hạ tuyết tính toán thời gian, vẫn còn 10 tiếng nữa. Mười tiếng có hơi dài nhưng Cao Dương biết rõ, có cho hắn thêm 10 tiếng nữa thì hắn cũng không thể tìm được đội. Được, hai vị hãy nghỉ ngơi, nói chuyện, ta đi tiêu diệt lũ quái vật hoang dã. Mặt ngữ cố lên, ta xem trọng ngươi đó. Sớm ngày hạ gục hạ tuyết nhé. Nói xong hắn ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Hạ tuyết tức đến mức dậm chân, trực tiếp ném một quả cầu lửa ra ngoài. ầm một tiếng, quả cầu lửa nổ tung sau mông cao dương, một tia lửa nhỏ bắn vào người hắn. Ôi ôi, Cao Dương bị bỏng đến mức hét lên, ông mông bỏ chạy trong chớp mắt. Hạ tuyết thở hổn hển, dậm chân, người này, miệng của hắn quá hạ tiện, đúng là ngứa đòn mà. Lâm Mặc Ngữ cũng cảm thấy thế nhưng không thể không thừa nhận rằng Cao Dương là một người tốt. Lúc người khác đều xa lánh hắn, chỉ có Cao Dương chủ động nói chuyện với hắn. Cho dù hắn rất ít đáp lại nhưng Cao Dương trước nay đều không chán ghét lâm mặc ngữ tin tưởng cảm giác của bản thân sẽ không sai cao dương là người ngớ ngẩn vui tính nhưng lại rất chân thành mười tiếng sau cao dương gia nhập đội ngũ lâm mặc ngữ làm đội trưởng tiến vào phó bản cấp ác mộng vừa mới tiến vào phó bản cao dương là người đầu tiên sợ hãi ngã xuống đất này 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 hạ đại tiểu thư lâm lão đại các người làm sao lại tiến vào độ khó cấp ác mộng vậy hạ tuyết kiệt mũi đừng nói nhảm cứ theo sau là được rồi cũng không mượn ngươi đánh quái vật hả vẻ mặt cao dương lộ ra nhiều biểu cảm khác nhau có bối rối có kinh hoảng có sợ hãi hạ tuyết tự hỏi liệu lần đầu tiên bước vào nàng có giống như vậy hay không hình như lúc đó bản thân mình cũng bị dọa đến phát sợ vì mạng sống của mình cao dương theo sát hạ tuyết một bước cũng không dám rời khỏi đây là cấp ác mộng cấp độ khó đó hắn mà bị một con quái vật tấn công thì toi cái mạng nhỏ này luôn mười phút sau cao dương nhìn bóp đã chết mãi vẫn không ngậm được miệng cái này cái này thế là chết rồi sao hạ tuyết nhìn hắn ngươi có thể ngậm miệng lại được không nước miếng chảy xuống hết rồi kìa cao dương lau khóe miệng đột nhiên ôm chầm lấy đùi của lâm mặc ngữ lão đại lâm lão đại sau này ngươi vượt phó bản dẫn theo ta có được không ta làm vật trang sức cho ngươi Hạ Tuyết bất lực, ngươi cái tên này sao mà lại yếu đuối như vậy? Ngươi là kỵ sĩ, có thể có chút tinh thần của kỵ sĩ không?" Cao Dương hét lên, tinh thần kỵ sĩ có tác dụng gì, có lão đại ở đây, còn cần đến kỵ sĩ làm cái quái gì? Hạ Tuyết thật sự hết cách với hắn nên nàng chỉ có thể làm ngơ. Cơ thể Lâm Mặc ngữ tỏa ra ánh sáng trắng mờ nhạt. Hắn đã hoàn thành việc thăng cấp. Ở cấp 16, hắn đã có thể tự tin tiến vào học viện Hạ Kinh rồi. Sau khi vượt phó bản một lần nữa, Hạ Tuyết cũng đạt cấp 15, nàng cũng tự tin có thể được nhận vào học viện Hạ Kinh. Về phần Cao Dương, mục tiêu của hắn là học viện Giang Ninh trong tỉnh. Đây cũng là một học viện cao đẳng tốt, yêu cầu ở đây thấp hơn nhiều so với học viện Hạ Kinh. Kỵ sĩ cấp 12 đã đạt tiêu chuẩn rồi. Mặt trời lặn ở phía tây, đổ bóng dài lên vạn vật. Trên tường thành của Nam Thành, thành phố Tây Hải mấy vị hiệu trưởng đứng cùng với nhau nhìn vào giả khu bên ngoài tường thành đã đến lúc bọn trẻ quay lại rồi ngày mai là ngày thi học kỳ rồi đã nói với chúng rằng hôm nay bắt buộc phải trở lại không biết kết quả thi học kỳ ngày mai sẽ ra sao hầu hết mọi người sẽ ổn cả vấn đề chỉ là cách biệt tốt hay kém giữa các học viện mà thôi lão lục nghe nói mục tiêu của hai thiên tài ở trường ngươi đều là học viện hạ kinh lục vân không chớp mắt nhìn về phía xa đúng thế, Mặt Ngữ và Hạ Tuyết đều muốn thi vào Học viện Hạ Kinh. Học viện Hạ Kinh là nơi cạnh tranh khốc liệt nhất, theo như tiêu chuẩn mỗi năm thì cấp độ 15 mới có thể có cơ hội lớn, cấp độ 16 mới có thể đảm bảo mọi thứ đều không xảy ra sai sót. Quá khó. Cấp 15 mới có hy vọng, cấp 16 lại hiếm thấy. Thành phố Tây Hải chúng ta trừ Tô Thiên Tinh thì chỉ còn lâm mặt hàm đạt được cấp 16 thôi. Không biết năm nay hai đứa nhóc kia có hy vọng hay không? Lục Vân gật đầu, hãy tin tưởng chúng. Lâm Mặc ngữ và Hạ Tuyết, một người là em trai Lâm Mặc Hàm, một người là Thiên Kim Hạ gia. Lục Vân cảm thấy hai người này có thể tạo ra kỳ tích. Cuối cùng cũng có người xuất hiện trong tầm mắt. Một vị hiệu trưởng nói, là người của trường trung học số 3 chúng tôi. Dưới tác dụng của thuật dò thám, họ có thể thấy rõ cấp độ của người đến. Hứa Chấn, cấp 12, kiếm đấu sĩ. Vị hiệu trưởng đó rất hài lòng, cấp 12 đủ để trúng tuyển vào một học viện cao đẳng tốt rồi. Hứa chấn ở trung học số 3 cũng là một nhân vật có tiếng, được coi là một trong số những thiên tài. Bạn học Vạn Minh ở trung học số 2 của chúng tôi cũng quay lại rồi. Vạn Minh, cấp 13, mắt ưng cung thủ. Các học sinh lần lượt quay trở lại, các hiệu trưởng tiếp tục dùng thuật dò thám dò xét trên tường thành. Mỗi năm, thời điểm này cũng là một cuộc đấu trước kỳ thi của các vị hiệu trưởng cuộc thi so tài về thể diện. Các học sinh lần lượt quay trở lại, còn các vị hiệu trưởng đều có thắng bại riêng. Ít nhất cho tới giờ thì không ai thật sự chiếm thế thượng phong. Cấp độ của các học sinh quay lại thường tập trung ở cấp 10 đến cấp 13. Thậm chí không xuất hiện nổi một người đạt cấp 14. Sau ba người hạ tuyết, Lâm Mặc Ngữ, Cao Dương vẫn còn chưa quay lại thế, sắc trời càng ngày càng tối, Lục Vân thấy hơi sốt ruột. Sắc mặt hắn cũng trở nên nghiêm túc. Theo lý mà nói, giờ này ba người bọn họ đáng lẽ đã quay trở lại rồi mới phải. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng Lục Vân đã nhìn thấy ba bóng người trước khi trời tối hẳn. Tới, tới, cuối cùng cũng trở lại rồi. Trên mặt Lục Vân đột nhiên xuất hiện nụ cười. Kết quả không quan trọng, chỉ cần an toàn quay lại là tốt rồi. Từng đợt thuật dò thám bay ra theo làn gió. Cao Dương, cấp 12, kiếm thuẫn kỵ sĩ. Hạ Tuyết. Cấp 15, Pháp Sư Nguyên Tố Các hiệu trưởng lần lượt lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm được thật rồi, Hạ Tuyết thật sự đã đạt được cấp 15. Như vậy ít nhất cũng nắm chắc 8 phần cơ hội có thể tiến vào học viện Hạ Kinh. Không, phải nói là chỉ cần lúc thi học kỳ biểu hiện tốt, tất nhiên có thể tiến vào. Cuối cùng là Lâm Mặt Ngữ. Các vị hiệu trưởng đều là chức nghiệp giả chuyển chức lần 2, đã đạt đến cấp 40 trở lên, cấp độ của họ vượt xa so với lâm mặt ngữ. Vì vậy huy hiệu ẩn không có tác dụng gì đối với họ. Lâm mặt ngữ, cấp 16, tử linh pháp sư, trời, các vị hiệu trưởng đều bị làm cho kinh ngạc. Lâm mặt ngữ thật sự đạt cấp 16, còn cao hơn hạ tuyết một cấp. Tốc độ này nhanh quá. Bọn họ chắc chắn đã vượt phó bản. Kiếm thuẫn trong tay cao dương, còn có pháp trượng trong tay hạ tuyết đều là vũ khí của vua goberlin nhưng tỷ lệ vũ khí rơi ra rất thấp, muốn thu thập được vũ khí và trang bị tương ứng cũng không phải chuyện dễ dàng. Có lẽ do bọn họ may mắn. Khi Lâm Mặc Ngữ và những người khác trở lại tường thành, Lục Vân nói: "Sau khi các ngươi vào thành thì lên xe đợi, đợi đủ người rồi bọn ta sẽ đưa mọi người cùng nhau về trường." Ba người đều nghe thấy lời của Lục Vân, chỉ có Cao Dương lớn tiếng đáp: "Được thôi, hiệu trưởng đại nhân." Lục Vân cười không ngừng, tâm trạng của hắn rất tốt. Lần thi này hắn đã thắng tất cả các vị hiệu trưởng còn lại. Hơn nữa, nói không chừng lần này cả Lâm Mặc Ngữ và Hạ Tuyết đều có thể trúng tuyển học viện Hạ Kinh, điều này đối với thành phố Tây Hải hay trường trung học số 1 đều là chuyện vô cùng vinh dự. Là một hiệu trưởng, hắn rất là vẻ vang. Khi tất cả học sinh quay lại, Lục Vân cũng lên xe. Thật ra, việc các học sinh an toàn trở lại chính là điều mà thầy vui vẻ nhất. Tối nay mọi người hãy nghỉ ngơi thật tốt sáng sớm ngày mai chúng ta tập hợp ở trường học rồi đi đến địa điểm thi nơi tổ chức kỳ thi không ở tại trường học cũng không ở thành phố tây hải mà là ở thủ đô thành phố giang hải thành phố tây hải với thành phố giang hải chỉ khác một chữ thành phố tây hải chỉ là một thành phố cỡ trung bình thuộc tỉnh giang ninh không quá nổi bật thành phố giang hải lại là ở thủ đô là thành phố lớn ở thủ đô hàng năm khi học kỳ đều được tổ chức ở thành phố Giang Hải. Đến lúc đó, các giám khảo từ đế quốc Thần Hạ sẽ thống nhất tiến hành khảo sát. Đêm nay Lâm Mặc Nữ tiếp tục thiền định. Hắn vẫn làm mọi việc như thường ngày, không quá chú tâm đến cuộc thi học kỳ. Hắn có lòng tin chắc chắn sẽ tiến vào Học viện Hạ Kinh. Nếu như có cơ hội thì hắn cũng sẽ đi tranh chức thủ khoa. Trước đây hắn cũng không có tham vọng gì nhiều đối với việc này hắn chỉ đơn giản muốn tiến vào học viện hạ kinh mà thôi nhưng sau khi nghe được lời của ninh y và hạ tuyết nói thì hắn lại cảm thấy có chút hứng thú đối với học viện sáng thần sáng sớm hôm sau lâm mặc ngữ thức dậy đúng giờ sức mạnh tinh thần hoàn toàn hồi phục cả người hắn đang trong trạng thái đỉnh cao một trăm khô lâu chiến sĩ đang lặng lẽ ở trong không gian triệu hồi chờ đợi lệnh triệu hồi của hắn bất cứ lúc nào mỗi một khô lâu chiến sĩ cấp đồng đều có thuộc tính 4 chiều cao tới 5.000 sau khi trải qua tăng cường gấp 20 lần. Còn có hai kỹ năng lớn của hắn là ngọn lửa linh hồn và bạo liệt thi thể. Lâm mặt ngữ ung dung, tự tin. Khi đến sân vận động của trường học, có rất nhiều bạn học đã đến. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.